Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn sau khi linh hồn hóa thành cho bụi, bầu trời lại đổ xuống mưa hoa kỳ lạ, chôn vùi thái cổ vạn ma và quân đội thiên đạo. Được sống là niềm hy vọng cuối cùng của tất cả con dân thái cổ ma giới. Mà đại quân thiên đạo lại tàn nhẫn dẫm đạp lên mong ước nhỏ bé này của họ, cho nên tôi nhất định sẽ không bao giờ mềm lòng thương xót đám man dợ đó dù chỉ một chút. Những đóa hoa mạn đà xinh đẹp buồn bã đang nở rộ ở bờ bên kia chính minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của kiếm khí mà tôi sử dụng. Điều này cũng khiến cho thiên đạo hiểu được, trên đời này không phải chỉ mỗi hắn ta mới là kẻ độc ác. Không chỉ mình hắn ta mới có quyền giết chóc hành hạ người khác. Giết chóc là căn nguyên của tội lỗi, nếu như hắn ta có thể chịu đựng được, thì tạ Lan tôi cũng có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Kiếm khí cắt đứt cổ họng của kẻ địch, máu tanh phun ra tung tóe. Kiếm khí xé nát linh hồn, linh hồn hoảng loạn gào thét, thống khổ chìm sâu trong tuyệt vọng. Lần này thiên đạo chiêu mộ tận 900 vạn quân lính, 300 vạn trong số đó đã đạt đến cảnh giới thần ma cuối cùng chỉ có mấy mười mấy vạn quân may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm giết chóc của tôi lẩn trốn dưới sự bảo vệ của đôi cánh thiên sứ khi kiếm khí dần dần tan biến kính tượng của chiến hồn bất diệt nhắm thẳng vào xí thiên sứ vốn tưởng rằng hắn sẽ sợ hãi sau khi chiêm ngưỡng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thanh kiếm của tôi nhưng hóa ra hắn ta vẫn rất bình tĩnh không hề sợ hãi ngược lại còn lớn tiếng khiển trách tôi mà đạo tổ sư người có biết mình gây ra vô số tội ác không thể tha thứ hay không thiên đạo có gánh chịu hậu quả khi hủy diệt chúng sinh không? Tôi hừ lạnh hỏi lại, dưới chân thiên đạo vĩ đại, thì mỗi sinh vật đều chỉ là một con kiến hôi, làm sao một con kiến có thể hiểu được ý trời cơ chứ? Xí thiên sứ nói, ma đạo tổ sư, người thân là người yêu của tử thần, ta tin rằng ngươi nhất định đã nghe nói qua câu nói này. Đứng ở bầu trời phía bắc, đoạ thiên sư bỗng dưng lên tiếng. Những lời nào, tôi cao mày hỏi, mọi thứ tồn tại trên đời đều là hư ảo mây trôi, những gì vĩnh cửu cũng sẽ có một ngày bị phá hủy mọi thứ trên thế gian cùng những màu sắc sặc sỡ chỉ là thứ mà trái tim con người tự lừa dối chính mình mà thôi ý ngươi là thiên đạo vô tội đúng không tôi lạnh hùng hỏi đúng vậy thiên đạo không có tội nhưng ngươi mới có tội đọa thiên sư hét lớn tại sao bởi vì thiên đạo đứng trên tất cả sớm đã vượt qua khỏi quy tắc ràng buộc của đất trời nhưng ngươi lại trầm mê vào trong thế cục hỗn loạn chấp mê bất ngộ không biết hối cải nếu ta vẫn đang lạc trong thế cục, thì ngươi lại là cái thá gì đây hả? Ta khác với ngươi, ta là con dân của thiên quốc, thứ hư ảo giả tạo kia cuối cùng cũng sẽ tan vỡ, chỉ có thiên quốc mới đạt được cuộc sống trường sinh bất diệt, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Mà đạo tổ sư, tên ngu muội nhà ngươi đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Nếu ngươi chịu tỉnh ngộ, dừng tay ngay lúc này, cách cửa của thiên quốc vẫn sẽ khoan hồng mở rộng cho ngươi, nếu ngươi tiếp tục cố chấp chống đối lại trời, ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ ta không cần sự thương xót của thiên đạo, và ta cũng không quan tâm đến sự sống vĩnh cửu trong thiên quốc. Trong mắt ta, cái gọi là thiên quốc chỉ là nơi tập hợp của những tội lỗi cùng cực, và thiên đạo chính là kẻ gian ác tàn độc nhất vũ trụ. Ha ha, nhà ngươi ngu dốt không hiểu được ý trời, làm sao có thể hiểu được lòng thương xót của thiên đạo. Lòng thương xót của thiên đạo nằm ở đâu? Được rồi, hôm nay ta sẽ giải thích cho ngươi sự nhân từ của thiên đạo, để ngươi có thể nhận thức được sai lầm nghiêm trọng mà ngươi đã phạm phải suốt những năm qua chương 1398, vĩnh viễn không được ân xá, 2. Đọa thiên sứ nói rằng vũ trụ luân phiên giữa hủy diệt và tái sinh, sự hủy diệt và tái sinh lặp đi lặp lại tạo nên quy luật tồn tại của trời và đất. Giống như những gì được viết ở phần đầu của thôi bối đồ, thế giới rộng lớn và vô tận, nhật nguyệt tuần hoàn, mọi sự vật sự việc lập đi lập lại. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ bị diệt phong. Mọi thứ tồn tại trên thế gian này, cuối cùng sẽ diệt phong và trở về với hư vô vô tận. Điều đó chính là thái dịch. Sau thái dịch căn nguyên khởi nguồn của thần, sau thái dịch, hư không sẽ trở nên trống rỗng, rồi sinh ra tiên thiên nhất liệt, tức là tạo ra thứ gì đó từ hư không. Với tiên thiên nhất liệt, liền có thể diễn hóa linh cảm sáng tạo, trải qua thái sơ, thái khởi, thái ất, thái cực và mở lại vũ trụ. Quá trình này đã luôn được lặp đi lặp lại kể từ khi vũ trụ ra đời, không cách nào tránh khỏi. Từ quan điểm này chúng ta thấy rõ, cái gọi là tuổi thọ chỉ là tương đối và trên thế gian này chưa bao giờ có sự vĩnh cửu dù ngươi có sức mạnh đáng sợ như vị thần vĩ đại cuối cùng ông ta cũng phải thay đổi cơ thể mới miễn cưỡng sống sót dưới quy luật hà khắc của trời và đất đương nhiên muốn thoát khỏi loại quy luật trời đất này người đó cần phải có thực lực cực đáng sợ cho nên mới được xưng là trí tôn mặc dù có là thiên đạo hay những cường giả trí tôn thì họ phải luôn ẩn nấp trong vũ trụ mới có thể sống sót sau sự sụp đổ của vũ trụ trước đó nhưng bọn họ chỉ có thể đủ sức trốn thoát một lần không thể thoát khỏi sự kiểm soát của quy luật trời đất mãi được, trong tương lai chắc chắn họ sẽ bị tan biến trong quá trình hủy diệt và tái sinh không ngừng của vũ trụ. Lý do Thiên Đạo hủy diệt thế gian chính là bởi vì hắn ta vô cùng bất mãn với quy luật thiên địa bất công này, hắn muốn thay thế quy luật hiện tại bằng một quy luật hoàn toàn mới. Điều này sẽ đóng băng vũ trụ vào một thời điểm nhất định, chấm dứt chu kỳ tự hủy diệt và tự tái sinh. Thì ra đây chính là cái mà Thiên Đạo luôn tự hào gọi là lòng nhân từ. Tôi nghe xong liền nói, đúng vậy mà đạo tổ sư, bây giờ nhà ngươi lĩnh ngộ được chưa? Đoạ thiên sứ cười lạnh hỏi, bây giờ ta chỉ có một câu muốn hỏi rõ ngươi, nếu ta chấp nhận đầu hàng thiên đạo, thì bọn họ có cơ hội bước vào thiên quốc với ta không? Tay tôi chỉ vào những ma tộc may mắn còn sống sót sau cuộc thảm sát hỏi. Quá khứ xưa cũng buộc phải bị tiêu diệt, cánh cổng của thiên đạo chỉ mở rộng cho những chiến binh trung thành với thiên đạo, bọn chúng chỉ là lũ tép siêu không đủ tư cách nhân được ân huệ đó. Đoạ thiên sư khinh thường nói, nếu như ngươi đã nói như vậy, thì chúng sinh trong ba giới và lục đạo cũng không đủ tư cách vào thiên quốc rồi. Tôi lại hỏi, đúng vậy, hư ảo rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo, cái gì nên tiêu diệt sẽ không có cơ duyên trường sinh bất tử. Thiên đạo đặt hy vọng vào tương lai, quá khứ và hiện tại đều cần phải bị tiêu diệt triệt đề. Chỉ có như vậy mới có thể lay động được quy luật trời đất. Vậy nói cho ta biết, rốt cuộc là ai mới có tư cách vào thiên quốc? Chỉ có thiên đạo mới có thể xác định ai có tư cách được đặt chân vào thiên quốc, nhưng riêng người muốn làm điều lúc nào cũng được đọa thiên sư suy nghĩ một lúc rồi nói được rồi hãy mở cánh cửa thiên quốc ra đi tôi nói đọa thiên sư sửng sốt mở to hai mắt tất nhiên hắn ta không ngờ chỉ cần dùng một vài câu nói liền có thể thuyết phục tôi như vậy sau khi dùng thần niệm bàn bạc với xí thiên sư một hồi hai thiên sứ hợp lực để bắt đầu nghi thức triệu hồi tại thái cổ ma giới ở phía dưới kia kiêm hà vẫn bình tĩnh nhìn tôi thế nhưng những ma tộc may mắn sống lại không dễ dàng bỏ qua như vậy họ đồng loạt nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường chán ghét Huyền ma chi chủ, đây chính là ma đạo tổ sư người mà cô ngày nhớ đêm mong đó sao? Một vị ma tướng cấp cao lớn chấp phấn, đúng vậy, anh ấy chính là người ta yêu, kiêm hà nhàn nhạt nói. Trong mắt ta, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Ta không chỉ cảm thấy bất công thay cho đệ tử ma đạo, còn xấu hổ thay cho vận mệnh. Một kẻ hèn nhát như vậy mà cũng xứng tự xưng mình là đứa con của vận mệnh sao? Hiệp ma, niệm tình ông vì ma giới đang gặp phải đại nạn, nên bị hận thù che mờ đôi mắt, ta sẽ nương tay không trừng phạt ông, nhưng ta hy vọng ông sau này có thể thành tâm tạ lỗi với đạo tổ. Tại sao ta phải xin lỗi tên hèn đó? Hiệp ma tức giận hỏi, bởi ma đạo không thể chịu sỉ nhục, và ma đạo tổ sư lại càng không thể chịu nhục. Sắc mặt của hiệp ma vẫn tức giận như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù hành vi bao che trắng trợn của kiêm hà khiến các ma chủ cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ cũng chỉ dám âm thầm oán thán, chứ không dám lỗ mãng hành động chống đối gì. Bởi vì họ biết ma đạo không chỉ có mình ma đạo tổ sư, mà ngay cả thái cổ thần vương ở thần giới, tử thần ở vùng đất âm dương tuyệt diệt, cũng như huyễn ma chi chủ đang đứng trước mặt họ, đều là đệ tử ma đạo. Khi hai thiên sứ niệm chú, một cánh cổng thiên quốc tỏa ra ánh sáng vàng óng dịu nhẹ từ từ xuất hiện trên bầu trời. Sự xuất hiện của cổng thiên quốc khiến toàn bộ thái cổ ma giới đang rung chuyển dữ dội. Ánh sáng vàng chiếu vào mắt kiêm hà khiến hoa mắt chóng mặt, nhưng cô ấy cứng rắn không muốn rời đi, nên cứ để nước mắt thoải mái chảy xuống hai gò má. Những ma tộc xung quanh cô lần lượt quay đầu tránh né, không dám nhìn thẳng vào cổng thiên quốc. Cho dù bây giờ họ nhìn thấy hy vọng và sự sống vĩnh cửu thì đã sao? Là ma tộc, họ không bao giờ có cơ duyên bước vào cổng thiên quốc. Sự tức giận, tuyệt vọng, hối hận, bất lực, thương cảm, đủ loại cảm xúc phức tạp, lần lượt đan xen vào nhau, khiến lòng họ dối như tơ vò. Cuối cùng, cổng thiên quốc phát ra ánh sáng vàng dịu như nước sông hồ tĩnh lạnh được bổ sung thêm một cầu thang vàng sáng lóa kéo dài đến tận chỗ tôi đang đứng. Ở hai bên cổng thiên quốc, đoạ thiên sư và xí thiên sư quan sát mọi nhất cử nhất động của tôi, đám thiên binh thiên tướng đứng phía sau cũng dùng ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn khinh rẻ nhìn tôi. Điều mà bọn chúng sợ hãi là thanh kiếm sắc bén trong tay tôi, còn điều bọn chúng khinh thường là hành vi hèn hạ này của tôi. Tôi đặt chân lên những bậc thang tỏa sáng vàng óng, rồi bước từng bước chậm rãi đi về phía cổng thiên quốc, cho đến tôi đứng trước cổng thiên quốc. Những tiếng nhạc du dương vang lên từ cổng thiên quốc, như chào đón một vị khách thiêng liêng và cao quý, họ đang nhiệt liệt chào đón tôi gia nhập cuộc sống vĩnh hằng cùng họ. Ma đạo tổ sư, xin mời. Xí thiên sư và đọa thiên sư lịch sử cúi chào tôi, nhẹ nhàng mời tôi bước vào. Tôi mỉm cười đáp lại rồi rút thanh kiếm bất chu sơn ra. Ma đạo tổ sư, người đang định làm gì vậy? Sắc mặt đọa thiên sư đột nhiên thay đổi, nghiêm giọng hỏi tôi. Làm những gì mà ma đạo tổ sư phải làm thôi. Nói xong, không đợi hai thiên sứ kịp tấn công ngăn cản mình tôi giơ dùng hai tay giơ cao thanh kiếm bất chu sơn dốc hết toàn bộ sức mạnh của chiến hồn bất diệt để chém một nhát xuống cổng thiên quốc chương 1399, thiên kiêu chi nữ một khi tôi chém xuống một nhát kiếm cổng thiên quốc chịu tác động nặng nề dung chuyển dữ dội nhát chém này đã đốt cháy toàn bộ sức mạnh chiến hồn của tôi nhưng dù phải trả cái giá đắt đến mức nào tôi cũng không bao giờ hối hận thiên đạo có lý tưởng của hắn tôi cũng chấp niệm của tôi Điều hắn muốn giành được cơ duyên tái sinh sau khi hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian, hắn coi vạn vật chẳng khác gì bùn đất, còn tôi lại thà cùng sống cùng chết cùng chịu cảnh hủy diệt với chúng sinh, cũng phải ra tay ngăn chặn ý muốn điên rồ này của hắn ta. Tôi chưa bao giờ ghen tị hay khao khát gì cuộc sống vĩnh cửu cả, đối với tôi, mỗi khoảnh khắc rực rỡ tươi đẹp lóe lên trong tâm trí tôi đều chính là sự tồn tại bất tử, trường tồn mãi với thời gian. Đương nhiên, nếu ý muốn của thiên đạo là đảo ngược quy luật của trời đất, đồng thời cứu độ chúng sinh thì tôi có thể chấp nhận cùng hắn san sẻ khó khăn, nhưng đáng tiếc hắn muốn phá vỡ rồi xây dựng lại, dùng bỏ tất cả chúng sinh đang sống trong tam giới, lục đạo và vũ trụ. Nếu trời muốn diệt hết chúng sinh, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải chiến đấu phản kháng đến cùng mà thôi. Tôi nắm chặt kiếm ảnh bất chu sơn, và dùng toàn lực đánh vào cổng thiên quốc, giống như hình ảnh hậu nghệ bắn hạ mặt trời trói lọi khi xưa. Ánh sáng vàng trói mắt điên cuồng bao trùm lấy không gian, tạo nên gợn sóng trên bầu trời, cổng thiên quốc vỡ nát thành từng mảnh sau đó biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ các ma tộc đang đứng ở phía dưới mặt đất đều hốt hoảng quỳ lại ánh sáng kia không dám ngóc đầu lên quan sát mọi chuyện đang diễn ra đôi mắt của kiêm hà đã trải ra huyết lệ thanh tưởi cô ấy cũng bị ánh sáng kia đánh trọng thương cơn lốc ánh sáng không ngừng càn quét mọi thứ ngay cả chiến hồn của tôi cũng không tránh khỏi nó tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ vô tận từ phía trong cơn lốc xoáy tôi chỉ có thể ôm chặt thanh kiếm bất chu sơn trong tay mà đạo tổ sư, người dám to gan tấn công cổng thiên quốc, tội ác tài trời. Thiên đạo nhất định sẽ trừng trị nhà ngươi. Xí thiên sứ phẫn nộ hét lớn. Những chuyện ta làm từ trước đến giờ có cái nào không đắc tội với thiên đạo chưa? Tôi vẫn rừng rưng cười lạnh hỏi. Lần này thì khác, quang thiên sứ sẽ không tha cho ngươi đâu. Quang thiên sư lại là kẻ nào nữa đây? Là nguồn sáng tinh khiết nhất trong ánh sáng. Ngài ấy được sinh ra trong sự hân hoan chào đón của thiên đạo, vị công chúa xinh đẹp, thánh thiện và mạnh mẽ nhất trên thiên quốc người con gái đáng tự hào của trời, người bảo vệ trật tự của thiên quốc, giờ đây ngài ấy sắp hạ giá tới đây, và cái đầu của tên sắc láo nhà ngươi chính là món quà tuyệt vời nhất để ngài ấy dâng tặng cho phụ thần. Đoạ thiên sư lớn giọng đe dọa, theo lời của đoạ thiên sứ, tôi nhìn thấy từ trong ánh sáng kia đang dần dần lộ ra đôi gò má mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn hảo như vậy. Mái tóc vàng óng, hàng mi cong dài vàng óng che kín mí mắt. Chiếc mũi vàng dường như hơi run lên, đường môi cực mỏng mỏng như lưỡi dao khóe miệng hơi nhếch lên thể hiện sự uy nghiêm kiêu ngạo khinh thường vạn vật đứng dưới chân mình quang minh sứ chỉ lộ diện gương mặt trong cơn lốc xoáy ánh sáng mà đã hoàn toàn chinh phục trái tim mọi người đọa thiên sứ và xí thiên sứ cung kính hành lễ thiên quân vây kín xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên quang thiên sứ chỉ hiện ra một khuôn mặt tước đi toàn bộ binh lực của quân thiên đạo chỉ vì cô ấy đại diện cho danh dự của thiên đạo thu được ân huệ tối cao, đắm mình trong ánh hào quang thánh thiện của thiên quốc. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy một mối đe dọa chưa từng có đang bao trùm lấy mình. chương 1400, Thiên Kiêu Chi Nữ 2 Cảm giác ghê sợ này thậm chí còn đáng lo ngại hơn lúc tôi đối đầu với thiên đạo. Tất nhiên, cũng vì tôi chưa nhìn thấy hình dáng hoàn chỉnh của thiên đạo. Thiên đạo hợp nhất ba thứ là một thể, linh, nhục và hồn. Những gì tôi nhìn thấy ở nhân gian chỉ là linh hồn của thiên đạo, côn đảo ngược âm dương, dùng sức mạnh nhân quả để kéo linh hồn thiên đạo vào nhân gian, trong khi linh hồn của hắn ta vẫn ở trong khoảng không của vũ trụ, còn xác thịt của hắn ta vẫn đang ngồi vững trên bảo tọa ở thiên quốc, hưởng thụ sự tôn thờ đấng tối cao của con dân thiên quốc. Thiên đạo thật sự, linh, hồn và thể xác hợp làm một, là vị thần tối cao có thể tiêu diệt vạn vật chỉ bằng một cái búng tay, thậm chí phất lờ quy luật của trời và đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quang Thiên Sứ đã kế thừa một phần sức chiến đấu của thiên đạo, nắm giữ được sức mạnh chỉ thuộc về thiên đạo chính là tôn nghiêm tôn nghiêm của vị thần tối cao không ai có thể xúc phạm vinh quang của đấng tối cao kể cả khi quang thiên sứ còn chưa mở mắt cũng đã gây ra áp lực khủng khiếp lên tôi một khi cô ấy mở mắt ra tôi không biết áp lực của thần niệm đáng sợ đến mức nào trong lòng tôi càng lúc càng run rẩy áp lực mà quang thiên sứ đàn áp lên người tôi quá nặng nề càng hoảng loạn càng luống cuống tôi càng không biết mình cần phải làm gì đối mặt với khuôn mặt thần thánh không tì vết của quang thiên sứ tôi thậm chí còn không có chút ý chiến chiến đấu nào trước đây tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo không thèm để quân thiên đạo vào mắt còn mang bộ dáng muốn thay mặt tất cả chúng sinh trong tam giới đứng lên chiến đấu với thiên đạo tuy nhiên giờ đây khi đối mặt trực diện với quang thiên sứ trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện suy nghĩ mình sắp bị hạ gục đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm chỉ là một quang thiên sứ nhỏ nhoi đã có thể dễ dàng quét sạch hết ý chí chiến đấu của tôi rồi sao nếu đúng như vậy thì sau này tôi làm sao đủ sức chống lại thiên đạo. Khuôn mặt thần thánh kia càng lúc càng sống động, sau đó hàng mi cong vàng ống của quang thiên sứ bắt đầu khẽ run lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, đọa thiên sứ và xí sí thiên sứ đều quỳ xuống, dù bản thân là cường giả trí tôn, nhưng họ vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của quang thiên sứ. Khi tôi nhìn khuôn mặt của quang thiên sứ càng lúc càng lộ rõ, hào quang thần thánh đánh thẳng vào chỗ tôi đang đứng, toàn thân tôi bỗng nhiên cứng đờ, như thể nó đang trực tiếp đi vào sâu thẳm linh hồn tôi linh hồn của tôi bắt đầu run rẩy một chút tôi có cảm giác như mình đang muốn giơ tay đầu hàng bỗng nhiên tôi nghe thấy ai đó đang khẩn thiết gọi tên tôi tôi dùng hết sức lực quay người lại nhìn kiêm hà kiêm hà đã bị áp lực của quang thiên sứ đẻ bẹp không thể đứng dậy nổi cô quỳ một đầu gối xuống đất và mắt cô ấy đang chảy máu cô ấy không thể mở mắt được nữa nhưng khi tôi nhìn cô ấy cô ấy vẫn cố gắng mở to mắt và huyết lệ tanh ngòm lại trào ra miệng kiêm hà mấp máy tôi không thể nghe được lời nói của cô ấy nhưng có thể nhận ý của câu đó từ viền môi của cô ấy quỷ thần minh minh tự tư tự lượng đây là những gì kiêm hà dùng máu và nước mắt để cố sức nói với tôi yêu cầu tôi ghi nhớ thân phận của mình tôi là ma đạo tổ sư tôi không phải là kẻ hèn nhát tôi chỉ tạm thời mất ý chí chiến đấu mà thôi tám chữ này cuối cùng giúp tôi lấy lại can đảm khi lòng tôi đã bình tĩnh trở lại tôi bắt đầu tập hợp kiếm khí của mình lại ánh sáng mờ ảo của thanh kiếm bất chu sơn bắt đầu được kích hoạt mạnh mẽ nó lắc lư vì phấn khích thanh kiếm cũng có khả năng ngoại cảm nó biết rõ mình sắp sửa sẽ làm gì lúc này lông nghi của quang thiên sứ lại nhấp nháy mấy lần dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở to đôi mắt ra tôi không vội vàng tấn công tôi cần phải bình tĩnh chờ đợi giây phút cô ấy mở mắt ra tôi muốn trả lại cho cô ấy tất cả nỗi sợ hãi mà cô ấy đã cho tôi chỉ bằng cách này tôi mới có thể hoàn toàn đánh bại tâm ma đang quấy phá tôi cuối cùng quang thiên sứ cũng từ từ mở mắt ra đây là một đôi mắt vàng có thể hấp hồn bất kỳ ai nhìn vào nó, thần quang lưu chuyển, sáng ngời như vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp, vô cùng thiêng liêng, và sự thờ ơ lạnh nhạt trong mắt của cô ấy cũng tàn nhẫn không kém. Đôi mắt cô ấy đang quan sát nhất cử nhất động của tôi, khóe miệng nhếch lên, đó là sự khinh thường, coi rẻ, chế giễu hay một thứ gì đó khác. Tuy nhiên, khi ánh mắt của cô ấy chuyển sang thanh kiếm bất chu sơn trong tay tôi, đôi lông mày vàng của cô ấy nhân lại, Đôi mắt cô ấy chuyển sang vẻ lạnh lùng, sát khí ngút trời. Đây chính là khoảnh khắc tôi chờ đợi, tôi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, rồi nắm chặt thanh kiếm Bất Chu Sơn chém vào giữa lông mày của Quang Thiên Sứ. Ngươi dám? Sau lời cảnh cáo đầy phẫn nộ của Quang Thiên Sứ, thanh kiếm của Bất Chu Sơn đã chém thẳng giữa hai lông mày của cô. Chương 1401: Cái chết hiểu của ma giới. Quang Thiên Sứ không được triệu hồi ra hoàn toàn, những gì được triệu hồi trong vòng xoáy vàng chỉ là một phần pháp thần thánh của cô. Tuy nhiên, điều này đã đại diện cho toàn bộ sức mạnh của cô, bởi vì dần như toàn bộ thần niệm của cô đều dồn vào pháp. Điều không may là, vì bản thể không xuất hiện toàn bộ nên cô có thần lực nhưng lại không có đủ chiến lực để ngăn chặn một kiếm này của tôi. Mắt thần phẫn nộ nhìn tôi, đáng tiếc lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Kiếm xuất không hối hận, ngô chính là ma đạo tổ sư. Đột nhiên xảy ra động đất, bất chu sơn chém xuống ngay giữa lông mày quang thiên sứ. Giống như một mảnh hổ phách màu vàng bị thặt thành từng mảnh hào hoang thần thánh lan tỏa tứ phía. Quang thiên sứ chỉ kịp gầm lên một tiếng giận dữ trước khi gương mặt kim sắc bị trọng kiếm bất chu sơn đánh bại. Ta ghim người đấy, ma đạo tổ sư, quang thiên sứ truyền tới trong lòng tôi một tia thần niệm trước khi rút lui. Thong thả không tiến nha, một kiếm chém xuyên qua gương mặt của quang thiên sứ, kiếm bất chu sơn phát ra tiếng kim loại hưng phấn. Đây là sự báng bổ trần trụi, người bị xúc phạm chính là cô con gái cao quý và kiêu hãnh của thiên đạo, toàn bộ thiên đạo sẽ phải xấu hổ về chuyện ngày hôm nay vừa rồi cô ả đã gieo rắc sự sợ hãi vào trong đầu tôi bằng thần uy vô thượng của mình kiếm của tôi cũng đủ để lấy lại những gì đã mất chỉ là tôi không biết liệu nó có để lại bóng ma tương tự trong lòng cô ả hay không hình ảnh phản chiếu của quang thiên sứ bị phá hủy đại quân thiên quốc cũng chấn kinh không thể ổn định trận quân tôn quý vô song kiêu nữ của trời gương mặt thần thánh bị người dùng kiếm chém vỡ sau đó bị trục xuất khỏi ma giới khiến họ không thể hiểu được rơi vào nỗi sợ hãi vô tận đọa thiên sứ và xí thiên sứ đều nhìn về phía tôi mang đầy giận dữ và căm hận ma đạo tổ sư ngươi có biết mình vừa làm gì không ngươi vậy mà báng bổ quang thiên sứ đọa thiên sứ lớn giọng tức giận mắng vậy thì làm sao tôi bình tĩnh nói ngươi không chỉ mất đi cơ hội cứu vãn cuối cùng mà ngươi còn khiến bản thân cùng gia đình và bằng hữu bị thiên đạo nguyền rủa ma đạo tổ sư điều chờ đợi ngươi chỉ là sự hối hận và tuyệt vọng vô tận xí thiên sứ nhìn tôi nói ha ha ta thấy lúc này nên phải sợ hãi nhất chính là các ngươi. Nói xong, tôi lại dơ lên kiếm bất chu sơn, hồn khôi của tôi lớn mạnh, trải dài bất tận, mà hình ảnh phản chiếu của kiếm bất chu sơn dài 4 vạn 8 ngàn thước. Kiếm dài quét ngang, kiếm khí lan rộng khắp thiên địa. Một kiếm chém nước cánh trái của đọa thiên sứ, tiêu diệt hàng vạn tàn quân của thiên quốc. Sau đó, tôi rút kiếm, lấy đà chém tới phía sau, một kiếm chém nứt cánh phải của xí thiên sứ, đồng thời giết thêm hàng vạn tàn dư của thiên quốc. Hai thiên sứ mỗi người gãy mất một cánh, máu kim sắc đổ như thác chảy, tiếng than khóc vang vọng thiên địa. Mà đây vẫn chưa phải kết thúc, kiếm bất chu sơn lại vung lên. Kiếm bất chu sơn lại phóng ra hai luồng kiếm quang trói mắt, cánh của hai thiên sứ lại gãy, vọng tiếng la hét từ trên trời rơi xuống. Về tàn dư của thiên quốc, tôi đã giết hết toàn bộ, không để sót một ai. Bước vào cõi M dương diệt tuyệt là dấu hiệu thăng thành bậc trí tôn. Thân thể cùng linh hồn tôi thậm chí còn không thể sánh được với vĩnh giả quân chứ đừng nói tới hai sinh vật trí tôn cấp thấp trước đó tôi dùng một kiếm phá được hình ảnh phản chiếu của quang thiên sứ trục xuất khỏi thái cổ ma giới điều này đã đánh tan tâm trí của hai thiên sứ cho nên đối mặt với sát kiếm của tôi họ thậm chí còn không có cơ hội chống trả thiên sứ gãy cánh rơi xuống vùng đất ma giới máu kim sắc chảy trên đất đen thân là thủ phạm đã tiêu diệt toàn bộ ma giới tôi đã giao họ cho ma giới xét xử điều đang chờ đợi họ là cơn ác mộng nhuốm đầy máu kim sắc và sự báng bổ Kiêm Hà triệu tập vạn ma oán linh, chút cơn thịnh nộ trả thù lên cơ thể của hai thiên sứ. Nhưng oán linh ma tộc đã chết xâm nhập cơ thể của hai thiên sứ, đầu độc tâm trí họ bằng ma ý, bóp méo suy nghĩ của họ, biến các thiên sứ thành ác ma. Khi hai thiên sứ hoàn toàn rơi vào ma đạo, Kiêm Hà tự mình xóa bỏ hồn thức của họ, biến họ thành người bảo hộ của ma tộc, biến họ từ những thần quang thiên sứ của thiên quốc cao cao tại thượng, trở thành những ác ma thủ vệ. Lúc này, trận chiến ở ma giới kết thúc, thế nhưng gần như toàn bộ vạn tộc ma giới đều bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít các ma chủ vùng với 10 vị ma tướng cấp cao. Điều quan trọng nhất là, Thánh Ma Sơn đã không còn ở ma giới nữa. Từ nay về sau, ma giới sẽ sống những ngày tháng như địa ngục, không còn khả năng sinh ra ma tộc nữa. Sau Thái Cổ Minh Giới, ma giới lần nữa trở thành vùng đất chết chóc. Trong Thái Cổ Tam Giới, chỉ còn thần giới là chưa bị thiên đạo tấn công. Kiêm Hà bị thương nặng, hai mắt vẫn chảy máu vì đau đớn trước thánh quang của quang thiên sứ. Hồn thể tôi hóa về người thật, bước tới gần cô, lau vết máu trên mặt cô. Kiêm Hà, em về nhân gian đi. Tôi nói, không, em từ chối. Kiêm Hà lắc đầu nói, thần giới không thích hợp cho ma tộc sinh tồn. Hiện tại cô bị thương, hãy tới thập vạn đại sơn ở nhân gian để mở lại vạn ma điện, giúp tuyết dương bảo vệ quy khư. Em muốn ở lại chiến đấu với anh, em ở lại, họ thì sao? Tôi hỏi, em sẽ mở cổng dẫn tới thập vạn đại thần, cũng giao nhiệm vụ quan trọng mở ra vạn ma điện cho ma chủ. Tôi suy nghĩ một lát, đồng ý với sự sắp xếp của Kiêm Hà. Trận chiến ở ma giới đã kết thúc, tiếp theo là trận chiến bảo hộ thần giới. Đối với nhân gian, vì nhân gian đại diệt cho cốt lõi hiện tại của vũ trụ, cũng nằm dưới sự bao phủ nặng nề của các quy luật thiên địa. Tôi tin rằng, trước khi thần giới hoàn toàn sụp đổ, thiên đạo sẽ không trực tiếp động tới nhân gian. Chương 1402, dấu vết thánh hỏa. Thái cổ thần ma đều thuộc về quá khứ, thứ thật sự có thể ảnh hưởng tới quy luật thiên địa chính là nhân gian tiếp sau đó, kim hà nói với ma chủ rất nhiều về chuyện của ma tộc. nhân gian được kiểm soát bởi nhân tộc, lục đạo chúng sinh đều luân phiên có trật tự, chấp nhận sự giám sát của thiên đình và em mờ phủ. ma từ xưa đã là đại diện cho sự đồi bại và tà ác. ngay cả khi họ không có ý định làm hại người khác, thì sự tồn tại của họ cũng là mối đe dọa với tất cả chúng sinh nhân gian. thái cổ ma giới đã biến thành vùng đất chết, họ không thể ở đây được nữa. may mắn thay vạn ma điện ở nhân gian vẫn còn giữ được ma ý do ma chủ để lại họ tạm thời có thể ở trong thập vạn đại sơn về việc ma tộc tương lai sẽ đi về đâu hiện tại còn chưa có kế hoạch gì bởi nếu như thiên đạo không diệt đừng nói là ma tộc ngay cả nhân tộc cũng sẽ không có tương lai sau khi giải thích xong ma chủ dẫn một nhóm ma tướng tiến vào cánh cổng dẫn tới vạn ma điện nhìn họ rời đi kim hà cảm thấy vô cùng thương cảm nhìn gương mặt hốc hác của cô tôi ôm chặt cô trong vòng tay cảm thấy đau lòng thùy họa và nguyên duệ chiếm quá nhiều tình yêu và tâm trí của tôi tôi dành cho kiêm hà ít nhất nhưng cô ấy lại là người ít phàn nàn nhất trước đây chỉ cảm thán nguyên duệ kêu khổ sự bướng bỉnh của thùy họa lại quên mất kiêm hà không phải chống đỡ toàn bộ ma giới sao đi thôi được tôi ôm lấy kiêm hà phi kiếm hướng tới thần giới nhìn đống đổ nát của ma giới từ trên cao những giọt nước mắt màu đỏ trào khỏi khóe mắt hóa thành cơn mưa đỏ trút xuống sau khi trở về thần giới tôi hít một ngụm khí hóa ra thần thông tam thanh hồn khu cùng thân thể dung hợp đồng thời cũng đưa hồn khu trong huyền quan nhập về thất khiếu vết thương của kiêm hà cần được chữa lành nguyên duệ mở ra pháp trận ngũ hành phục hồi trong tầm cung của mình giúp cô bế quan dưỡng thương thần giới không thể dung nạp ma tộc nhưng vì kiêm hà không bị hạn chế vì kiêm hà sở hữu vô hạ ma các không hề bài trừ năng lượng thần thánh của thần giới vết thương của kiêm hà lần này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều thánh quang của quang thiên sứ chiếu thẳng vào mắt, thậm chí là cả linh hồn cũng bị tổn thương. Giờ cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, và tầm nhìn của cô ấy chỉ có kim sắc. Nhìn kỹ vào trong mắt cô ấy, ngọn lửa vàng đang bùng cháy yếu ớt. Là ma tộc, việc có thánh hỏa trong mắt là việc đi ngược lại lẽ thường. Hơn nữa, thánh hỏa trong con người có dấu hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi Kim Hà nhắm mắt nhập định, tôi và Nguyên Duệ rời khỏi tầm cung, để lại thuần quân làm hộ pháp cho cô ấy. Nguyên Duệ, kiêm hà như vậy là có chuyện gì em cũng không thể nói rõ ràng nhưng anh cũng không cần lo lắng kiêm hà có vô hạ ma các thánh hỏa không thể tổn thương được cô ấy nguyên duệ lắc đầu nói có khi nào là thánh thiên sứ đã để lại gì đó trong linh hồn của kiêm hà nhìn thánh hỏa tôi theo bản năng nghĩ tới quang thiên sứ kiêu nữ của trời có thể có khả năng này nhưng hiện tại cũng không nhìn ra được phải chờ kiêm hà khôi phục thần hồn mới có thể cẩn thận dò hỏi cô ấy ừm thần hồn tổn hại hay bị ngoại tà xâm chiếm, nhất định phải để hồn thức của bản thân người đó tỉnh lại thì mới có thể đưa ra phán đoán. Chỉ tiếc là, dù lúc đó tôi đã nhận thức được, nhưng tới khi thật sự đưa ra phán đoán thì đã quá muộn, tôi suýt chút phạm sai lầm lớn, mất đi người mình yêu thương. Chiến thần điện có hậu hoa viên, Tạ Mặc và Tạ Lăng đang chơi đùa trong hoa viên, nhìn thấy chúng tôi, hai người liền bay tới ôm chặt. Không may là chúng lại hôn nguyên duệ, đoán chừng cũng không thể nhanh chóng tách ra. Đặc biệt là Tạ Lăng đã bị Thùy Hòa bắt đi quá lâu, chịu nhiều đau khổ từ Minh Hà, càng đặc biệt gắn bó với Nguyên Duệ. Còn tôi, chỉ có thể ngượng ngùng đứng một bên, gặp cha cũng không chào sao. Nguyên Duệ chọc chán hai đứa nhỏ, giả và tức giận nói. Ma đạo tổ sư, chào. Hai người chán ghét nhìn tôi, đồng thanh nói. Tôi cực kỳ nói không nên lời, còn Nguyên Duệ thì ha ha cười lớn. Ai, cũng không biết sao chúng lại nghĩ tới gọi anh như vậy. Đây là lần đầu em nghe thấy, Nguyên Duệ nói. Có thể với tư cách làm cha như anh, đã thật sự lơ là bổn phận rồi. Đó không phải lỗi của chúng, tôi dành quá ít thời gian cho chúng, dù chúng có cùng dòng máu với tôi, nhưng đôi khi sự xa lánh lại chỉ vì tình thân huyết thống. Chúng khao khát tình yêu và sự bầu bạn của cha, nhưng mỗi lần gặp tôi chỉ có thể nhìn chúng trong chốc lát. Lần này, để hiểu được nhất khí hóa tam thanh, lại phải sống ẩn dật nhiều ngày, tôi biết trong lòng chúng có ác cảm với tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi không tiếc nuối điều này thậm chí còn mong chúng đối xử thân thiện với tôi càng tốt. Có như vậy, sau này khi tôi thật sự rời đi, chúng sẽ khó mà chấp nhận. Đoán trước vận mệnh của chính mình, thật sự không phải điều gì tốt. Một con bướm bay vào tâm mắt của chúng, tạ mặc tạ lăng mỉm cười đuổi nó đi. Tôi cùng Nguyên Duệ ngồi trên ghế giàu trong hoa viên, nói chuyện về cuộc chiến ở ma giới. Sau khi nhắc tới quang thiên sứ, Nguyên Duệ cao mày thật chặt, tỏ ra lo lắng em còn tưởng vĩnh giả quân và quang minh thánh chủ đã là cánh tay phải của thiên đạo không nghĩ tới còn có một quang thiên sứ lần này anh thật sự đắc tội với cô ta rồi chắc cũng không lâu nữa thôi cô ta sẽ dẫn quân tân công thần giới nguyên duệ thở dài nói binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn hiện tại trong thái cổ tam giới chỉ còn lại thần giới không còn cách nào để trốn tránh nữa tôi nói chiến lược thật sự của cô ta anh cảm thấy nên là ở cảnh giới nào nguyên duệ hỏi Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, sợ sẽ là kình định của Thùy hỏa chương 1403, món quà của vận mệnh. Vương quốc của thiên đạo, quốc trung tri quốc một thánh thành của quang thiên sứ 2. Một quốc trung tri quốc, chỉ lãnh thổ bị bao quanh bởi lãnh thổ của một quốc gia khác trong quốc gia có quốc gia. Trên thế giới có 5 lãnh thổ như vậy, bao gồm Vương quốc Lesotho, Cộng hòa San Marino, Thành quốc Vatican, Thân Vương quốc Monaco và Cộng hòa Melosia. Hai quang ở đây là ánh sáng, Quang Thiên sứ là vị Thiên sứ Ánh sáng và Quang Thiên sứ Thánh thành là thành phố nơi vị Thiên sứ này cai trị. Ngọn Thánh hỏa rừng rực cháy, chọc thùng pháp trận Thánh quang, pháp trận rầm rầm vỡ tan, toàn bộ tòa Thần điện Thánh quang cũng biến thành một đống phế tích. Các tông đồ Thánh quang hoảng sợ bỏ chạy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thần điện Thánh quang đột ngột thay đổi khiến cho các vị tổng lãnh Thiên sứ khác cũng bị kinh động, thi nhau dồn thần niệm hướng về nơi này để thăm dò, sau đó cũng nhanh chóng bỏ chạy bởi vì bọn họ đã nhìn thấy cơn tức giận của Quang Thiên Sứ. Trên đống đổ nát của thần điện, Quang Thiên Sứ nắm chặt thanh kiếm thuần tịnh thánh quang, hai gối quỳ trên mặt đất. Mỗi một sợi tóc màu vàng kim đều đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, khuôn trang trong ngọc trắng ngà, khiến người khác không dám có một chút khinh nhờn. Thánh hỏa bùng cháy trong đôi mắt, gương mặt diễm lệ bởi vì tức giận mà trở nên méo mó. Thân là vị công chúa được thiên đạo sủng ái nhất, Quang Thiên Sứ từ khi vừa chào đời đã trở thành niềm kiêu hãnh của toàn bộ thiên quốc. Quang Thiên Sứ được sinh ra từ trong mộng cảnh của Thiên Đạo, trong giấc mơ, Thiên Đạo chìm đắm say sưa trong biển ánh sáng tràn ngập màu sắc, sau đó đã ám Quang Thiên Sứ hãy còn trong hình hài một đứa trẻ từ trong biển ánh sáng ấy. Thiên Đạo đã dành vô số ngày đêm chỉ để đặt cho con gái một cái tên. Tới khi cái tên cuối cùng được quyết định, Quang Thiên Sứ vậy mà đã trưởng thành. Thế nên toàn bộ con dân Thiên Quốc chỉ biết tôn xưng cô là Quang Thiên Sứ mà không một ai hay biết tên thật của cô là gì. Thiên Đạo mặc dù không có thất tình lục dục, Thế nhưng cũng không ngăn cấm con dân của mình kết duyên. Thân là vị công chúa được tôn kính nhất của thiên quốc, khắp người đều bao trùm trong hào quang rực rỡ, anh hùng hào kiệt khắp thiên quốc đều ngưỡng mộ dung nhan hoa nhường nguyệt hẹn của cô nàng, thế nhưng không một ai dám theo đuổi. Bởi vì cô quá cao quý, quá thánh khiết, tất cả đàn ông trong thiên hạ nhìn thấy cô đều phải tự thẹn không xứng với người. Ngay cả vị quang minh thánh chủ anh tuấn phi phàm cũng không dám bày tỏ nỗi thầm thương trộm nhớ của mình đối với quang thiên sứ. Thiên đạo từng hỏi Đàn ông trong thiên quốc có kẻ nào xứng với con không? Quang Thiên Sứ suy nghĩ một hồi liền nói, không có. Vậy con có cảm thấy một mình sẽ cô đơn không? Thiên Đạo lại hỏi, chỉ kẻ yếu nhược mới cần người bầu bạn, kẻ mạnh vĩnh viễn sẽ không cô đơn, giống như thiên phụ người vậy. Thiên Đạo cười lớn khen ngợi nàng, từ đó về sau, thiên quốc lại càng không một kẻ nào dám lén nhìn dung mạo như hoa của Quang Thiên Sứ. Không chỉ trong thiên quốc, ở vũ trụ hư không này cũng không có kẻ nào dám mạo phạm thánh giá ba của Quang Thiên Sứ ba thánh giá chỉ xe của công chúa bọn họ có thể tranh luận đôi câu với vĩnh dạ tri quân có thể không đem ánh sáng tịnh hóa của quang minh thánh chủ bỏ vào mắt nhưng không một ai dám chọc giận quang thiên sứ chuốc lấy sự phán xét của thánh quang trong mắt bọn họ thiên đạo dường như không có nhược điểm nếu như nhất định phải tìm ra một nhược điểm của thiên đạo vậy thì chỉ có thể là sự tồn tại của quang thiên sứ thân thể và tâm trí của quang thiên sứ lúc này bị cơn phẫn nộ thống trị nỗi tức giận tràn ra chọc thủng cả pháp trận thánh quang hủy diệt cả tòa thần điện Thánh Quang, thế nhưng cơn giận dữ không vì vậy mà giảm bớt. Hai tay nắm chặt thanh kiếm thuần tịnh Thánh Quang, đúng lúc cô nàng định chém về phía lầu mây cao nhất trong Thánh Thành Quang Thiên Sứ thì một giọng trách móc nhẹ nhàng đã vang lên ngăn cản hành động này của cô. Sau đó, kính tượng phản ánh thần niệm của thiên đạo liền xuất hiện. Thánh đầu quỳ bái, con dân của Thánh Thành Quang Thiên Sứ đều quỳ dạp dưới mặt đất. Linh lung, là kẻ nào làm con tức giận như vậy? Thiên đạo hỏi nếu không đem xương cốt tạ lan nghiền thành cho bụi thì thật khó giải trừ mối hận trong lòng con tạ lan thiên đạo ngạc nhiên cười lớn phụ thân ngay cả người cũng cười con chỉ có ở trước mặt thiên đạo thì quang thiên sứ linh lung mới bày ra dáng vẻ nũng nịu của cô con gái nhỏ đương nhiên cũng chỉ cô ta mới có tư cách xưng thiên đạo là phụ thân nói xem nào hắn làm sao lại đắc tội với con bị người khác một kiếm chém rách mặt mặc dù chỉ là kính tượng phản chiếu thần niệm thế nhưng loại chuyện xấu hổ như vậy thật khiến quang thiên sứ chẳng còn mặt mũi nào mà lên tiếng. Tục ngữ vẫn nói, mắng người đừng chọc vào chỗ đau của người ta, đánh người cũng đừng đánh vào mặt. Tạ Lan nhất khí hóa tam thanh, bất ngờ tập kích con ở ma giới, đem thần niệm của con ở ma giới xóa sạch, xí thiên sứ và đọa thiên sứ toàn quân bị diệt cũng bởi vì hắn ta. Ô, nhất khí hóa tam thanh vốn là cơ duyên mà tạ mạt lăng để lại cho hắn ta, đến tận bây giờ hắn mới lĩnh ngộ được thì xem ra cũng chẳng nên cơm cháo gì. Thiên đạo nói. Phụ thân, có một chuyện con không rõ. Nói đi, với năng lực của người, ngay cả vận mệnh cũng bị đánh bại, vì cứ gì lại mãi trì hoãn không ra tay với Ma đạo tổ sư? Giết Tạ Lan là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ có điều đây chưa phải thời điểm để giết hắn. Vì sao chứ? Thái cổ tam giới ta có thể tùy ý hủy diệt, nhân gian tam giới cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Sở dĩ ta dung túng cho sự tồn tại của Tạ Lan là bởi vì huyền quan của hắn. Huyền quan của Tạ Lan có dấu bí mật gì? từ đầu chí cuối ta chưa từng có ý muốn diệt giới chỉ có điều nếu muốn lật đổ pháp tắc hiện giờ của trời đất thì không thể không làm như vậy huyền quan của tạ lan với pháp tắc của trời đất thì có liên quan gì tới nhau quang thiên sứ hỏi ngược lại tạ lan vốn không thoát khỏi sự khống chế của pháp tắc của trời đất thế nhưng huyền quan của hắn lại không nằm trong đó thiên đạo nếu muốn lật đổ pháp tắc hiện giờ của trời đất nhất định sẽ gây ra một thảm họa khủng khiếp chóc vũ trụ ông ta không chắc chắn bản thân liệu có để lại những gì mình mong muốn trong trận đại kiếp đó thậm chí cũng không chắc liệu bản thân mình có bị chôn vùi cùng với pháp tắc trời đất hay không. Đây là một canh bạc lớn, không chỉ vạn vật trong vũ trụ hư không muốn đặt cược mà ngay cả thiên đạo cũng nhất định phải đem mọi tài sản mình có ra đặt lên bàn đấu. Nếu thiên đạo thất bại hoặc cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương, bốn, toàn bộ vũ trụ hư không sẽ rơi vào trạng thái thái dịch năm, hư vô minh mông. Bốn, lưỡng bại câu thương, hai bên đều chịu thương tổn, chỉ một trận chiến mà hai phe đều là kẻ thua. Năm thái dịch là giai đoạn khí chưa được thấy tức là trạng thái hỗn độn trước khi trời đất sinh thành. Không có năng lượng, cũng chẳng có vật chất, phải trải qua hàng tỷ tỷ năm sau đó, vũ trụ mới từ trạng thái thái dịch lại một lần nữa trải qua tiên thiên ngũ hành tiến hóa vạn vật. Lần trước vũ trụ sụp đổ chính là như thế này, Thiên đạo đã trải nghiệm một lần, vì vậy lần này ông ta không muốn lặp lại sai lầm tương tự, cũng chẳng muốn phải đợi lâu như vậy nữa. Chính trong lúc này, Thiên đạo thăm dò phát hiện ra một chuyện không rõ ràng cho lắm. Vận mệnh tuyệt đối không hề yếu kém như con tưởng tượng đâu, sở dĩ ta có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy là bởi vì hắn đã đem con át chủ bài của mình giao cho Tạ Lan. Là cái gì? Một thế giới đến từ tương lai. Chương 1404, tấn công thần giới. Không một ai biết được tương lai, thiên đạo và vận mệnh đều không thể. Chỉ có thể khẳng định một điều ấy chính là, nếu như không có người phá hủy pháp tắc trời đất, vậy thì tương lai vẫn sẽ như thế này. Đây chính là nỗi đau trong lòng Thiên Đạo ông ta có uy lực vượt qua cả thiên địa, thế nhưng lại phải sống trong thế giới bị xiềng xích bởi pháp tắc của trời đất. Phụ thân, con nuốt không trôi cơn tức giận này, quang thiên sứ linh lung nói, con muốn tấn công thần giới à, thiên đạo hỏi, minh giới và ma giới đều đã trở thành vùng đất chết, cũng đến lúc phải tính toán với thần giới rồi. Được, hiện giờ tạ lan đang ở thần giới, người không sợ con hủy huyền quan của hắn sao? Quang thiên sứ hỏi, nếu như hắn chết trong tay con, một tòa huyền quan đổ nát như vậy với ta mà nói chẳng đáng một xu. Không phải người nói huyền quan của hắn là một thế giới đến từ tương lai sao? Vậy thì còn phải xem tương lai có đáng để mong đợi hay không, bản thân ta không thể tự mình ra tay là bởi vì ta còn có chút mong mỏi đối với huyền quan của hắn. Nếu ta động thủ giết hắn sẽ rơi vào cạm bẫy nhân quả mà vận mệnh cố tình thiết kế cho ta. Chuyện này cũng tương tư khi xưa ta đồng ý với côn tặng cho hắn một cơ duyên để hóa bằng vậy. Con hiểu rồi, có mưu đồ sẽ có nhân, có nhân át có quả, thế nên bất luận thế nào phụ thân người cũng nhất định không thể tự tay giết chết tạ lan, đây cũng là chân tướng giải thích tại sao hắn vẫn có thể sống sót cho đến giờ. Một khi người giết tạ lan sẽ ngay lập tức rơi vào vòng nhân quả luân hồi do vận mệnh tạo ra, từ đó mà nảy sinh vô vàn biến số. Thiên đạo vẫn truy cầu sự ổn định, vì để lật đổ pháp tắc của trời đất ông ta đã nhẫn nhịn kìm nén sự lưu chuyển của vô số dòng thời gian, tuyệt không thể mắc một chút sai làm nào vào thời khắc quan trọng này thế nhưng nếu quang thiên sứ giết tôi thì lại là chuyện khác thế tôi chết trong tay cô ta thì chính là chứng tỏ thế giới tương lai trong huyền quan của tôi hoàn toàn chẳng đáng để mong chờ nếu con đã hiểu được tâm ý của ta vậy còn đợi gì mà không làm đi thiên đạo tán thành nói con lập tức chỉnh quân ngày mai sẽ xuất binh tiến về thái cổ thần giới thần giới không thể ngăn nổi đại quân thiên sứ hào hùng bậc nhất thiên quốc của chúng ta chỉ có điều lần này con xuất quân có thể sẽ phải đối mặt với hung hiểm không ngờ tới Thiên đạo nói, nguy hiểm ở nơi nào, nhất khí hóa tam thanh của tạ lan không thể làm con tổn thương, thế nhưng có người có thể dập tắt được thánh hỏa, đó chính là hỏa sát thân. Kẻ nào có thể làm con bị thương? Quang thiên sứ nhớn mày hỏi, thái sơ tử thần lâm thùy hỏa, tử thần đã đột nhập vào thế giới hy di, không những vậy còn gia nhập đại quân hy di. Cô ta chính là kình địch của con, không thể không đề phòng. Phụ thân, nếu người đã biết được chuyện này, vì cớ gì còn không ra tay ngăn cô ta? Quang thiên sứ thắc mắc, thế giới hy di đã tồn tại nhiều năm như vậy, quả thực cũng đến lúc biến mất rồi. Hết thảy mọi chuyện đều cần có kết thúc, duy trì thiên quốc mới có vĩnh hằng, ta vì sao phải ngăn cản nàng ta. Trong vũ trụ hư không chẳng biết có bao nhiêu kẻ thù của thiên quốc đang âm thầm theo dõi, dù sao cũng phải cho bọn chúng một cơ hội thoát ra ngoài. Nói như vậy, tử thần chính là một quân cờ mà người âm thầm sắp đặt. Không, tử thần vốn cũng có uy lực vượt ra ngoài pháp tắc trời đất, ta không giết cô ta là bởi vì muốn nhìn xem người này có thể đi được bao xa, liệu có thể làm xáo trộn pháp tắc trời đất hay không. Quang thiên sứ chỉnh quân, khắp nơi trên thiên quốc vang lên kèn lệnh chiến đấu. Sau khi vĩnh dạ tri quân và quang minh thánh chủ lần lượt ngã xuống, toàn bộ thế lực và quân lực thuộc về bọn họ tại thiên quốc lúc này đều về tay quang thiên sứ. Lần này xuất binh tiến đánh thần giới, quang thiên sứ huy động 1.700 vạn thiên binh, trong đó gồm 72 vị thiên sứ chiến tướng cấp sơ giai cùng với một số vị tổng lĩnh thiên sứ cấp cao có thể sánh với đọa thiên sứ và xí thiên sứ. Ngoại trừ đại quân dưới trướng quang thiên sứ còn có các vị tổng lĩnh thiên sứ và một số lãnh tụ của quân đoàn thiên quốc, để đáp ứng lại lời hiệu triệu của vị công chúa này họ đã phái thêm 800 vạn binh lính tinh nhuệ. Trong đội quân tinh nhuệ của thiên quốc, một lần xuất binh này đã xuất ra mất một nửa, chỉ còn lại có 5 lầu 12 thành là chưa động tới. Thiên quốc có 5 lầu tương ứng với ngũ phương của trời, mỗi một lầu đều có một vị trí tôn công lực cao thâm khó dò chấn tọa là quyền bính chấn quốc của thiên đạo. Thiên quốc có 12 thành, mỗi một vị thành chủ đều là cao thủ trí tôn, 12 thành này bao bọc xung quanh thiên quốc, trở thành tường đồng vách sắt bảo vệ nơi này. Thiên đạo không gì không biết không gì không hay, môn hạ dưới chướng nhiều vô số, hệ thống thần minh thần phục ông ta cũng không thể đếm được. Vì vậy mà có kẻ ngoại tộc như thiên sứ, cũng có đệ tử tu hành đạo môn chính tông, có vĩnh dạ tri quân và quang minh thánh chủ, cũng từng có vị dị thần giống như đế thích thiên. Thậm chí, ở thiên quốc còn có cả bậc cao thủ sót lại của thái cổ tiền dân. Một tòa thiên quốc còn con thế nhưng lại đem toàn bộ thần ma khắp cửu thiên thập địa chư phương thu cả vào lưới, nằm dưới sự khống chế của thiên đạo. Vốn dĩ thiên đạo muốn phái vị thiên sứ thẩm phán quân tấn công thần giới, thế nhưng vừa rồi quang thiên sứ bị ma giới sỉ nhục, vừa hay đúng lúc cô nàng thỉnh mệnh xin được ra quân. Để phối hợp với lần xuất binh này, thiên đạo đã dùng sức mạnh tối thượng của mình để triệu hoán cánh cổng thiên quốc dẫn thẳng tới thần giới, 2.500 tinh binh trực tiếp giáng lâm từ trên trời. Bản thân quang thiên sứ có sức mạnh trí tôn, những vị tổng lĩnh thiên sứ và thủ lĩnh quân đoàn đi cùng cô ta lần này cũng chẳng thua kém cấp bậc trí tôn là bao. Mà ở thái cổ thần ma không một người nào đạt đến cảnh giới trí tôn, bệnh lính dưới trướng càng khó bề so sánh đại quân tinh nhuệ của thiên quốc. Ngày thảm sát của thần giới đang đến gần, ma đạo tổ sư, ta ngược lại muốn xem xem ngươi sẽ dùng cái gì để bảo vệ vợ đẹp con sinh của mình. Trận chiến lần này ta muốn ngươi phải đau thấu tâm can, nhận hết mọi tủi nhục, sau đó xương cốt lại bị ta đem nghiền ra thành cho bụi, dùng thánh hỏa thiêu đốt cả linh hồn. Cũng trong lúc quang thiên sứ âm thầm thề nguyên, tử thần Thái Sơ đã dẫn dắt đại quân Hy Di rời khỏi vực sâu tịch diệt. Mục tiêu của quang thiên sứ là thái cổ thần giới, mà hướng đi của đại quân do tử thần thống lĩnh cũng là thái cổ thần giới. Hành động của tử thần Thái Sơ kinh động khắp vạn cổ hư không, mà lần hành quân này của quang thiên sứ cũng khiến tinh hà vạn giới phải rung chuyển. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vị đại năng đang dõi mắt nhìn chằm chằm về phía thái cổ thần giới. Kẻ khiến bọn họ phải kiêng rè là thiên đạo, thế nên bọn họ cũng đang nóng lòng muốn thăm dò xem giới hạn mấu chốt của thiên đạo là ở đâu. Quan trọng hơn cả chính là, bọn họ đang âm thầm đánh giá xem vị ma đạo tổ sư đến từ nhân gian kia liệu có năng lực đại diện cho chúng sinh để chống lại thiên đạo hay không. Trường 1405, Quân đoàn Thiên Sứ 1 Thương thế của Kiêm Hà rất nhanh đã hồi phục, chỉ mất mấy ngày đã bình phục hoàn toàn. Trong điện chiến thần của Nguyên Duệ có một sảnh nhỏ được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho Kiêm Hà. Ban ngày chúng tôi từng người tự mình tu luyện, khi đêm xuống thời gian của tôi cơ hồ đều dành cho cô ấy. Không phải vì Nguyên Duệ độ lượng, lý do thực sự là bởi vì tạ mặt và tạ lãng quá mức quấn quyết cô ấy. Kỳ thực nếu nghiêm túc tính toán, tôi với Nguyên Duệ cũng chỉ có vài lần thân mật. Lúc trước hai người chúng tôi vốn là đạo bất đồng bất tương vi mưu một sau này tuy đã thổ lộ chân tình thề non hẹn biển lại ngại vì hai người hai nơi, ngay cả hai đứa nhỏ được sinh ra cũng là do máu huyết âm dương giao hòa. Một đạo bất đồng bất tương vi mưu ý chỉ những người không cùng chí hướng sẽ không thể đi cùng nhau. Khi tạ mặt và tạ lãng còn nhỏ, hai chúng tôi còn cơ hội chung chăn chung gối, nhưng bây giờ nguyên rệ cả ngày bị chúng quấy dày, ngay cả lúc ngủ cũng phải một đứa bên trái một đứa bên phải, quả thực chẳng dành ra được chút thời gian nào cho tôi. Nguyên Duệ từng muốn tranh thủ lúc hai đứa nhóc ngủ say sẽ trộm lẻn đến phòng tôi, thế nhưng tạ mạt và tạ lãng trời sinh đã có thần niệm mạnh mẽ, Nguyên Duệ vừa động một cái ngay lập tức đã bị hai chị em ôm chặt lấy. Rất nhiều lúc tôi nhìn thấy sự giận dỗi trong mắt cô ấy, thế nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Tu đạo có thể chặt đứt thất tình lục dục, thế nhưng chúng tôi cũng chẳng phải loại đạo sĩ truy cầu đại đạo trường sinh bất tử, tất cả đều là những kẻ trọng tình trong thiên hạ, đối với loại dục vọng vì yêu mà sinh này trước giờ chưa từng cố ý đè nén. Ngay cả Thùy Hỏa khi xưa ngưng tụ thành công thần cách tử thần cũng có loại ham muốn này. Thích một người, trong lòng đương nhiên muốn được kề cận ra thịt với người đó. Nếu không có suy nghĩ này, vậy thì không phải thực sự yêu thích. Nguyên Duệ bị mấy đứa nhỏ quấn lấy, điều này đã cho tôi cơ hội được bù đắp nỗi áy náy trong lòng cho Kim Hà. Cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ ái náy, Kim Hà là một cô gái xứng đáng được yêu thương, cô ấy đối với tôi không chỉ có tình cảm sâu đậm vĩnh viễn không hối hận, còn có một khuôn mặt như hỏa và thân hình gợi cảm quyến rũ vô cùng. Sau khi thương thế phục hồi, Kiêm Hà càng nhiệt tình hơn so với trước, trong lúc động tình đôi mắt hiện lên một ngọn thánh hỏa đang rừng rực cháy. Anh đang nhìn gì thế? Thấy tôi ngắm cô ấy không chớp mắt, Kiêm Hà nhịn không được đỏ mặt hỏi. Đang nhìn ngọn thánh hỏa trong mắt em? Thánh hỏa? Kiêm Hà ngạc nhiên hỏi lại, Kiêm Hà, mà cách của em có biến hóa gì không? Tôi hỏi lại, Kiêm Hà lập tức ngưng thần thể ngộ một phen sau đó nhìn tôi lắc đầu nói chẳng có biến hóa gì hết huyền quan thì sao cũng không có tôi cũng không tiếp tục hỏi cô ấy nữa nếu ma cách và huyền quan đều không có việc gì vậy thì ảnh hưởng của thánh hỏa đối với cô ấy có lẽ đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn với thần niệm hiện giờ của mình tôi hoàn toàn có thể trực tiếp thâm nhập linh hồn của kiêm hà để nghiên cứu tìm tòi một phen thế nhưng tôi không hề làm như vậy mỗi một người đều có bí mật của riêng mình ngay cả khi bên cạnh là người thân mật nhất thì bản thân cũng có những cảm xúc riêng không muốn để lộ ra. Tương ái rất quan trọng, thế nhưng tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng không thể thay thế sự tôn trọng. Một khi tôi đi tra khảo linh hồn của Kiêm Hà, cô ấy sẽ không còn khả năng duy trì sự độc lập của mình nữa. Nếu là như vậy, tôi cũng không xứng làm đạo lữ của cô ấy. Đáng tiếc, nếu lúc ấy tôi thật sự làm như vậy đã không dẫn đến chuyện xảy ra sau này. Một ngày này khi tôi đang ở vách đá lôi đình nằm ở phía đông của thần giới để lĩnh ngộ kiếm ý hỗn độn của lôi đình vạn quân, trái tim thất thải linh lung bỗng nảy lên một cái, sau đó bỗng có tiếng len keng phát ra từ cấm bộ treo trên thắt lưng tôi. Đôi cấm bộ này là tuyết dương tự nay làm, trước giờ tôi chưa từng gỡ nó ra. Nguyên Duệ vì muốn thuận tiện liên lạc với tôi nên đã phong ấn một đạo thần niệm trong chữ lan khắc trên Ngọc Quyết. Nhận được tin tức của Nguyên Duệ, tôi lập tức phi thân bay về phía điện chiến thần. Trong điện chiến thần, chúng thần thái cổ đã xếp thành hàng dài, trên mặt nguyên duệ lộ ra vẻ trang trọng nghiêm túc, mà vẻ mặt thuần quân như sắp sửa đón đại địch. Thái cổ thần giới có nhãn tuyến trong vũ trụ hư không, nửa ngày trước, tám đạo vân đoan tường long hai bỗng chốc mất tin tức, thần giới không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Hai vân đoan tường long, hỏa tiết rồng ẩn trong mây. Mộ dung nguyên duệ dùng đạo chiến thần để thăm dò, cuối cùng phát hiện thái cổ thần giới đang bị nguy cơ bao vây trùng trùng, không biết hiện giờ đang có bao nhiêu bậc đại năng trí tôn đang dùng thần niệm dò xét thần giới. chương 1406, quân đoàn thiên sứ khai. Xem ra cuối cùng thiên đạo cũng muốn động thủ với thần giới rồi. Trong thái cổ tam giới, ma giới và minh giới giờ đây đã trở thành vùng đất chết, thiên đạo tuyệt đối không cho phép thần giới tiếp tục tồn tại. Tôi nói, còn có tạ mạt và tạ lãng, lần này hai đứa chúng cũng là mục tiêu của thiên đạo. Nguyên Duệ nói, lần này thiên đạo sẽ đích thân ra tay sao? thuần quân khỏi, có lẽ là không, uy lực của thiên đạo quá mức khủng khiếp, hơn nữa trong vũ trụ hư không còn có vô số kẻ thù cường đại khó lường của ông ta đang ẩn nấp, sớm bộc lộ thực lực đối với thiên đạo mà nói chẳng có chỗ nào tốt. Thế nhưng lần này tấn công thần giới, ông ta chắc chắn sẽ không vội vàng kết thúc như trận chiến tại nhân gian. Thái cổ tiền dân và hư không lãnh chủ đã sớm tan tác từ lâu, đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú đã bị tiêu diệt ở nhân gian, vĩnh dạ tri quân và quang minh thánh chủ cũng đã ngã xuống, không biết lần này thiên đạo hãy còn có thể đánh ra con bài nào. Thuần quân hỏi, quân đoàn thiên sứ, Kiêm Hà nói, lúc thiên đạo tấn công thái cổ ma giới chỉ phái hai vị tổng lĩnh thiên sứ là xí thiên sứ và đoạ thiên sứ đã đủ để biến ma giới trở thành một vùng đất chết, mà trong truyền thuyết, ở vương quốc của thiên đạo còn có quân đoàn thiên sứ, bọn họ mới thực sự là những kẻ đại diện cho sức mạnh trừng phạt của thiên đạo. Nếu không phải hồn thể của tôi kịp thời đến đó, đúng lúc chặt đứt nghi thức giáng lâm của quang thiên sứ, chỉ e chư thần thái cổ ngay cả một người cũng đừng mong chạy thoát, ngay cả kiêm hà cũng phải táng thân ở nơi đó. Nhớ đến ánh mắt đoán độc của quang thiên sứ ngày ấy, tôi chẳng hề nghi ngờ gì nếu lần này cô ta dùng thân phận thống soái dẫn binh tấn công thần giới. Nếu quang thiên sứ đích thân đến đây, tôi phải dốc toàn lực mới có cơ hội đấu với cô ta. Nếu như lại có thêm vài vị tổng lĩnh thiên sứ, thần giới quả thực đáng lo. Trong thái cổ tam giới, thần giới tôn sùng ánh sáng và trật tự, thế nên dân số trên lãnh thổ thần giới cũng đông nhất, thậm chí nếu cộng cả dân số của ma giới và minh giới lại hãy còn thua kém so với thần giới. Một khi thần giới bị hủy diệt, thương vong phải gánh chịu quả thực là khó mà tưởng tượng. Nguyên Duệ Thân là chủ nhân của thần giới tất sẽ thể sống chết bảo vệ chúng sinh nơi này, mà tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn thiên đạo hủy diệt thần giới. Cuộc chiến với thiên đạo không đơn giản chỉ là chiến tranh nhân gian mà là cuộc chiến của muôn vàn chúng sinh dưới chân ông ta. Đạo lý môi hở răng lạnh, nếu lần này thần giới cũng bị hủy diệt thì tương lai nhân gian cũng chỉ có thể chiến đấu một mình mà thôi. Quan trọng nhất là thái cổ tam giới vốn đại diện cho quá khứ của vũ trụ, nếu quá khứ hoàn toàn bị hủy diệt vậy thì thiên đạo chắc chắn sẽ động thủ với nhân gian một lần nữa, bởi vì nhân gian đại diện cho vũ trụ hiện tại. Nhắc đến quân đoàn thiên sứ, điện chiến thần chìm trong im lặng chết chóc, trên mặt chúng thần đều lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Ma giới vừa mới bị hủy diệt, mọi người đương nhiên biết chiến lược của quân đoàn thiên sứ thế nên lúc này ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung trên người tôi. Chư vị an tâm, vợ của ta là chủ nhân của thần giới, con của ta sinh tại đây lớn lên cũng tại đây. Đối với tạ lan mà nói, thần giới chẳng khác nào quy khư của nhân gian, là quê nhà mà ta nguyện dùng cả sinh mệnh mình để bảo vệ. Tôi nói, thấy tôi đã bày tỏ thái độ, sắc mặt chúng thần cũng hòa hoãn đôi chút, lúc này, nữ thần băng tuyết hỏi, không biết đạo tổ dự định làm thế nào để chống lại quân đoàn thiên sứ một câu hỏi này ngay lập tức khiến tôi cứng họng mặc dù tôi có năng lực để đối chiến với quang thiên sứ thế nhưng lần này chắc chắn cô ta sẽ không đến đây một mình trong số những vị chiến tướng cấp cao theo cô ta tùy quân không thiếu các bậc đã đạt tới cảnh giới trí tôn chiến lực của chư thần trong thần giới chỉ dừng lại ở cảnh giới thần ma biết làm thế nào để đấu lại càng huống hồ nếu như đội quân sát phạt đột nhiên kéo đến thì thần giới cũng không thể chịu nổi quân uy khổng lồ như vậy nhất định sẽ khiến thần giới chia năm xẻ bảy chúng sinh điêu linh đã như vậy, một khi chiến sự bắt đầu, đối với con dân thần giới mà nói đó chính là một thảm khỏa khó tránh khỏi. Thấy tôi trầm mặc, nét mặt chúng thần vừa mới dịu đi đôi chút lại bắt đầu nghiêm trọng trở lại. Ngay cả Nguyên Duệ cũng chủ trừ không quyết, Nguyên Duệ hiểu rất rõ tình hình hiện tại của thần giới, nếu như ma giới và minh giới hãy còn, thái cổ tam giới bắt tay với nhau có lẽ còn có thể ứng đối với đại quân thiên sứ. Hiện giờ chỉ còn lại có một mình thần giới, chắc chắn không thể nào địch lại được bọn chúng chính trong lúc điện chiến thần chìm trong im lặng một làn gió thanh mát từ bên ngoài khẽ thổi tới trong làn gió có ẩn dấu hơi thở vô cùng quen thuộc trái tim tôi khẽ nảy lên một nhịp quay đầu nhìn kiêm hà và thuần quân thì thấy bọn họ cũng đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc là cô ấy sao kiêm hà hỏi tôi phải tôi nói mấy người đang nhắc đến ai vậy nguyên duệ hỏi trước khi tôi kịp trả lời liền nghe thấy một giọng nói trong sáng như chuông bạc từ trên không truyền xuống chủ mẫu xin đừng vì thần giới mà ưu tư trước ngày quân đoàn thiên sứ kéo đến sẽ tự có người xuất binh tương trợ. Lời này vừa dứt, phong chủ phong thập bát đã hiện thân nơi điện chiến thần. chương 1407, phong chủ đã đến. Gặp lại phong chủ, trong lòng tôi cảm khái muôn phần, như thể đã là chuyện cách cả một đời người vậy. Phong chủ được đạo tổ truyền đạo, bà là truyền thừa của ma đạo tổ sư, cô đã ở thiên đình nhẫn nhịn 3.000 năm, khi thời đại mạt pháp kết thúc. Bà lập tức cắt đứt nhân quả với thiên đình và giúp đỡ tôi với tư cách là một đệ tử ma đạo đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa phong chủ chính là một ví dụ rất rõ ràng trong trận thanh long phong chủ mất tích toàn bộ quy khư cũng vì lý do không còn cảm nhận được hơi thở của giò mà rơi vào trạng thái tan tóc phong thập bát bái kiến đạo tổ phong chủ bước vào điện chiến thần cúi người hành lễ với tôi tôi đưa tay ra đỡ cô ấy ngay khi cơ thể tiếp xúc nhau tôi đã lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cô ấy phong chủ của trước đây chỉ ở cảnh giới đạo tổ mặc dù đã thức tỉnh thần cách của thái cổ phong thần nhưng vẫn chưa hoàn toàn có được thần uy của riêng bản thân, và lại, khi tác chiến, cô ấy vẫn mạnh mẽ trong vai trò là người trị liệu và quan truyền lệnh. Nhưng phong chủ hiện tại đã hoàn toàn khác, tay tôi vừa vào cơ thể cô ấy, tôi lập tức cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể cô ấy. Sức mạnh này đã được cô ấy che giấu cẩn thận, nhưng không thể giấu được người có cùng cảnh giới trí tôn là tôi, bởi vì nguồn sức mạnh này cũng đến từ lĩnh vực tịch diệt. Tôi nhìn phong thần, cô ấy cũng đang nhìn tôi trong đôi mắt trong veo của cô ấy mơ hồ nhìn thấy những tia sét tinh xảo phong chủ trên mặt cũng mang theo vài chút kinh ngạc cùng ở vị trí trí tôn cô ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lực chiến của tôi thái cổ thần giới không thể dung nạp được sức mạnh của trí tôn nên tôi thường giấu nó một cách cẩn thận để không ảnh hưởng đến người khác xin chúc mừng phong chủ tôi nói cùng mừng cùng mừng phong chủ mỉm cười đáp lời thần giới bị bao phủ trong cơn khủng hoảng đại quân thiên sứ không phải là thứ mà chiến sĩ thần giới có thể ngăn cản được quân đoàn mà cô nhắc đến là dù cho là vị trí tôn nào ra mặt thì cũng không thể giải trừ nguy cơ của thần giới có thể trong quãng thời gian này chịu đưa quân đến giúp thần giới ngoại trừ lâm tướng quân còn có thể là ai nữa chứ cô đã gặp thùy hỏa ừ phong chủ gật đầu không nói gì nguyên duệ tâm tư kín kẽ biết cô không muốn nói chuyện của thùy họa trước mặt chúng thần nên đã thoái thác rằng mình có chuyện quan trọng cần bàn bạc với phong chủ tạm thời rút lui sau khi chúng thần rời đi, chỉ còn lại thuần quân, kiêm hà, phong chủ, tôi và Nguyên Duệ trong điện chiến thần. Trước tiên tôi đã hỏi phong chủ về hoàn cảnh của cô ấy, nhưng cô ấy mỉm cười không trả lời mà bắt đầu nói về Thùy Họa. Sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, tôi nhận ra rằng lần này Thùy Họa thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm cùng cực. Vĩnh dạ tri quân cùng Quang Minh Thánh Chủ đã hợp tác để bố trí cục diện nhằm giết cô, nhưng lại bị Thùy Họa lấy một địch hai mà tung đòn phản sát. Tuy nhiên, nếu không phải thùy họa vừa hay vô tình xông vào phong thần vương tỏa khi đang chạy trốn thì vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của quang minh thánh chủ nghĩ đến đây tôi cúi người hành lễ với phong chủ và nói phong chủ thật cảm ơn cô sao phải cảm ơn ta đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng vốn đã là tướng phá quân của ma đạo phá quân gặp khó khăn ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ ngay cả khi thần cách có tan vỡ hơn nữa ta vẫn còn việc muốn nhờ thùy họa giúp đỡ đủ để trả lại ân tình cô ấy nợ ta Phong chủ đáp lời, việc gì thế, tôi hỏi, ha ha, ta sẽ không nói cho cậu biết. Phong chủ tiếp tục đề cập đến chuyện cửu long kéo quan cùng vương quốc Hy Di. Liên quan đến cửu long kéo quan thì tôi và Nguyên Duệ từng thảo luận qua, nhưng dù cho chúng tôi nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ rằng nó đã kéo vào thế giới Hy Di. Khi đó, tôi thiếu chút nữa đã bước vào thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ, nhưng những gì tôi nhìn thấy lần đó chỉ là hình ảnh thoáng qua của vương quốc Hy Di, mà Thùy Hỏa thì thực sự đã bước vào nơi đó. Giới Hy Di nằm ở nơi sâu của thâm nguyên tịch diệt, trí tôn không thể đi sâu vào trong đó, nếu không phải Nam Hoa tìm ra chúng ta, phân chia âm dương và đưa thủy hỏa vào thâm nguyên tịch diệt. Thùy hỏa cũng không trùng tụ được cơ thể khôi cương nhanh như vậy, chứ đừng nói đến việc có được cả một quân đoàn Hy Di địch lại đại quân thiên sứ. Đại quân Hy Di là cái gì? Kiêm Hà Tò mò hỏi, người chết thì thành ma, ma chết thì thành tích, khi tích chết thì thành Hy Di, cái gọi là đại quân hi di chỉ những cao thủ của vũ trụ chết đi trong khoảng thời gian và không gian vô tận sau đó cái chết của họ ý chí của họ là bất tử và được cửu long kéo quan kéo vào trong giới hi di biến thành khí hi di và tiếp tục tồn tại bên trong đó giới hi di là một thế giới của người chết cũng chỉ có thái sơ tử thần mới có thể cho toàn bộ thần hồn và cơ thể tiến vào bên trong ngoại trừ thái sơ tử thần ra ngay cả bậc trí tôn mạnh mẽ như nam hoa cũng chỉ có thể đứng ở bậc thềm mà thở dài Phong chủ không đề cập nhiều đến đại quân Hy Di, dù sao cô cũng không tận mắt nhìn thấy đại quân này. Sau khi Thùy Hỏa đánh bại cửu Long Thiên Đạo và phá vỡ thế giới Hy Di, cô đã phong cấm quân đoàn tử vong vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn nhất lịch sử vào trong huyền quan của mình. Tử thân, tử thân, người cũng như tên, tìm đường sống trong cái chết. Cơ duyên của Thùy Hỏa, quả thật khiến người ta phải ganh tị. Mộ Dung Nguyên Duệ nghe xong đã thở dài một hơi rồi nói. Kiếp trước lẫn kiếp này của Thùy Hỏa cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, những cơ duyên của cô ấy có lẽ không phải ai cũng ghen tị. Tôi đáp lời, mỗi anh nói đỡ cho cô ấy, sợ rằng trong lòng anh, chủ mẫu như em cũng chẳng quan trọng bằng cô ấy nữa. Viên Duệ liếc nhìn tôi nói, trong trái tim anh, mọi người cũng quan trọng như nhau. Vì sao Nam Hoa lại tới tìm các người vậy? Kiêm Hà đổi chủ đề, Nam Hoa không phải tìm ta, bà ấy vốn là tìm thái sơ tử thần, bà muốn nhờ tử thần ra tay giúp côn trùng tụ thần hồn. Nam Hoa nói, cơ duyên côn hóa bằng, thùy hỏa cũng có thể cho. Phong chủ trả lời, Thùy Hòa có thể khiến côn hóa bằng được sao? Tôi hỏi, cụ thể thì ta cũng không rõ, Thùy Hòa không cùng ta tới đây gặp mọi người, cô ấy chỉ cùng Nam Hoa giải quyết chuyện này thôi. Sự xuất hiện của phong chủ đã thổi bay nỗi lo lắng trong lòng chúng tôi, nhưng liên quan đến trận chiến với đại quân thiên sứ phải đánh như thế nào, chúng tôi cũng không có chút tự tin. Trước hết, điều chắc chắn là, chiến trường không được tiến hành ở thần giới. Trong trường hợp này, chúng ta phải chủ động nghênh chiến nhưng thần giới đã bị thiên đạo phong tỏa, chúng ta không biết khi nào quân đoàn thiên sứ sẽ đến, cũng không biết họ sẽ đến bằng cách nào. chương 1408, Kiếm Chủ Vĩnh Hằng 1 Trong thái cổ phong chủi vẫn còn tồn tại tộc phong thần, chẳng qua là trong trận tranh ngôi vị thần vương đã bị nữ thần băng tuyết thu phục và lập nên vương quốc băng tuyết. Thái cổ phong thần chỉ là một phân nhánh của thái sơ phong thần, giờ đây phong chủ đã trở lại, nữ thần băng tuyết lập tức rơi vào tình trạng hoảng sợ, tiến thoái lưỡng nan. Phong chủ đã che giấu thần uy của mình, nhưng bản thân Thái Sơ Phong Thần đã là một sự tồn tại huyền thoại trong thế giới Thái Cổ Thần Ma, mà phong chủ trước mặt đây lại càng khiến nữ thần băng tuyết khó mà nhìn thấu. Cô không biết cảnh giới lực chiến của phong chủ, nhưng cô ta không phải là kẻ ngốc. Phong chủ vừa đến phong chủi, điện chiến thần đã bị cô khiến cho đóng cửa, ngay cả chúng thần cũng bị đuổi đi hết cả. Điều này cho thấy địa vị của phong thần trong mắt thần vương mộ dung nguyên rễ cao hơn rất nhiều so với các vị thần khác trong phong chủi. Điều quan trọng nhất chính là, phong chủ còn có một thân phận khác, đệ tử ma đạo. Lúc đầu, phong chủ có chút oán hận đối với ma đạo, lo lắng ma đạo sẽ xâm chiếm phong chủ. Sau đó, sau trận chiến của tôi cùng Lữ Thuần Dương, phong chủ đã thay đổi nhận thức về ma đạo. Khi huyễn ma chi chủ kiêm hà, cùng đọa lạc ma long ngạo phong, kiếm chi bổn nguyên thuần quân và thậm chí cả tử thần của thái cổ minh giới đồng loạt tiết lộ danh tính của họ là đệ tử ma đạo, ma đạo đã trở thành sự tồn tại mà chúng thần trong phong chủ đều phải kính nể. Đặc biệt khi chúng thần biết thần vương của họ cũng là chủ mẫu của ma đạo thì ma đạo trở thành thánh điện trên núi cao trong lòng họ. Lúc này, ma đạo nếu muốn chinh phục phong chủi cũng có thể dễ dàng thực hiện, bởi vì ma đạo đã chinh phục được trái tim của chúng thần. Thế nhưng, lời hứa của tôi vẫn còn, mà Nguyên Duệ cũng có lời hứa của riêng mình, chúng tôi cũng sẽ không đả động đến trật tự phong chủi. Vì thế khi nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết bày tỏ ý định gia nhập ma đạo thì cả hai đều bị Nguyên Duệ từ chối. Phong chủ mặt không biểu cảm nhìn nữ thần băng tuyết, sử dụng sức mạnh thần niệm để tìm hiểu tình trạng hiện tại của tộc nhân tộc phong thần. Khi cô nhận ra người trong tộc không bị thái cổ đối xử khắc nghiệt, vẻ mặt cô dịu đi nhưng vẫn còn chút tức giận. Những tia xét như phòng ra điện trong sâu thẳm đôi mắt cô, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể dáng gió lốc cùng sấm sét lên người của nữ thần băng tuyết. Nữ hoàng băng tuyết cảm nhận được sự không hài lòng của phong chủ, đồng thời cũng cảm nhận được sát khí từ gió, xét trong không khí. Trước mặt phong chủ, cô mong manh như một bông tuyết có thể tan chảy bất cứ lúc nào áp lực kinh khủng của uy áp thần niệm đây chắc chắn không phải là một thần linh cấp bậc thần ma khi chiến thần mộ dung nguyên duệ mở ra hỗn độn thần nhãn cô cũng không hề sợ hãi như khi đứng trước mặt phong chủ nữ hoàng băng tuyết càng nghĩ càng sợ hãi cuối cùng cô không còn quan tâm đến tôn nghiêm nữ thần của mình nữa ở trước mặt các tế tư mà cúi cái đầu cao quý xinh đẹp của mình xuống cô đã lựa chọn đầu hàng phong chủ giống như những người trong tộc phong thần không còn cách nào khác là phải đầu hàng cô vậy. Phong thần bệ hạ, ta không hề bất kính với người, cũng không có đối xử tệ bạc với người trong tộc của người. Đối mặt với sự thờ ơ của phong chủ, nữ thần băng tuyết sợ hãi nói. Ta biết, tuy nhiên, người vẫn làm sai một việc. Phong chủ đáp, việc gì, gió là gió của tự do. Ngươi không đối xử tệ với người của ta, nhưng họ lại bị giam cầm trong vương quốc của ngươi ta bây giờ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm với họ và cho phép họ tự do ra vào vương quốc phong tuyết. Giờ ta đã trở về, còn cần phải ra lệnh sao? chương 1409, Kiếm chủ Vĩnh Hằng 2 Sau khi nói xong, phong chủ mở đôi mắt gió xét đan sen, nhìn khắp mọi hướng. Nhìn đâu cũng thấy gió bão nổi lên, đột nhiên, núi tuyết sụp đổ, tuyết dày đặc trên mặt đất. Gió mạnh làm vỡ tảng băng trôi, làm nứt băng nguyên, cuối cùng biến chúng thành từng hạt tuyết một trận bão tuyết chưa từng có đã đổ xuống ở Bắc Quốc. Người dân của tộc Phong Thần nhìn lên bầu trời, giang tay ôm lấy gió và tuyết, trào dâng nước mắt. Nữ thần băng tuyết quả thật không đối xử tàn nhẫn với họ, nhưng họ là ngọn gió của tự do, việc mất đi tự do là nỗi nhục lớn nhất đối với tộc Phong Thần. Giờ đây, chủ thần của họ đã trở lại, đồng nghĩa với việc họ sẽ lại trở thành làn gió tự do. So với sự ngây ngất của tộc Phong Thần, tộc Tuyết Thần cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, phong chủ không cố ý điều tra nhân quả của cuộc chiến giữa chư thần, một trận bão tuyết đã đại diện cho sự trừng phạt dành cho tộc tuyết thần. Phong chủ tiến vào thần điện băng tuyết, nữ thần băng tuyết tuyên thệ trở thành thần phụ trợ của phong chủ, đồng thời vương quốc phong tuyết vẫn tồn tại, người dân của tuyết thần cũng chấp nhận ự bảo vệ của phong chủ. Phong chủ giờ đây đã là trí tôn, việc ở lại thái cổ thần giới sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù cô đã trấn áp sức mạnh của phong chi bổn nguyên mà cô điều khiển, nhưng cơn gió Thái Sơ hùng mạnh thậm chí có thể tách rời âm dương, vẫn có những tác động khó tránh khỏi đối với thần giới. May mắn thay, phong chủ đó giờ thiếu lòng chắc ẩn. Thứ thổi khắp thần giới là những cơn gió xanh vô hình, thổi qua cỏ cây, thổi qua lúc bình minh, thổi bay sương mù ẩm ướt và thổi bay những đám mây âm u. Tiếc rằng nó không thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng tất cả chúng sinh trong thần giới. Vào ngày này, tôi ở vực Lôi Đình dùng nhất khí hóa Tam Thanh lần lượt điều khiển Tam kiếm đạo thái cổ kiếm khí khuấy động chém liên hồi vào biển mây. Đi lên không có điểm tận cùng, đi xuống cũng chẳng có điểm kết thúc. Thần kiếm miều miều, không biết cách xa mấy vạn dặm. Ma kiếm thao thao, một kiếm làm dâng trào sóng nước, long trời lở đất. Quỷ kiếm u u, âm vang cộng hưởng cùng địa mạch. Khi ba thanh kiếm hợp nhất thành một, kiếm khí xuyên qua vô số mặt phẳng vị diện, phá vỡ không gian, làm dung chuyển các vì sao. Huyền quan không có giới hạn, kiếm của tôi cũng vậy. Kiếm đạo không có giới hạn, Kiếm khí trước đây của tôi bây giờ chỉ tác động vào thế giới vật chất, nhưng sự hủy diệt thực sự đến từ sự hư vô của năng lượng, ngũ hành không tồn tại, âm dương tuyệt diệt. Tam kiếm thái cổ kết hợp thành một có thể phát sinh ra kiếm ý hỗn độn bổn nguyên, sau khi bước vào lĩnh vực tịch diệt, thứ tôi chém ra bây giờ là sức mạnh hư vô, hỗn độn cũng sẽ bị thanh kiếm tiêu diệt. Chỉ là một kiếm như vậy không thể dễ dàng dùng tới, nếu tôi ra một chiêu kiếm như vậy sẽ tương đương với việc phá hủy một không gian, tạo ra một khoảng trống tu hành kiếm pháp đến thời điểm này, tôi đã phá vỡ xiềng xích của kiếm ý hỗn độn, mà tôi kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành bậc thầy về kiếm đạo, hay còn gọi là vĩnh hằng kiếm chủ. Cha kiếm vào vỏ và thiền định, đặt thanh kiếm trên đầu gối. Khi thấy thành tựu của mình được nâng cao, bất chu sơn chi kiếm cũng được tôi dùng thần niệm tế luyện mà hình thành kiếm thể, tùy theo khống chế thần niệm mà biến lớn, nhỏ. Hình dáng cũng thay đổi rất nhiều, không còn là một ngọn núi hùng vĩ nữa, mà giống như một viên ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, thân kiếm có màu sấm vuông vức và đều đặn không có cạnh sắc nhọn nhưng ẩn chứa sát khí vô tận tôi đã đặt cho thanh kiếm này một cái tên mới hy vọng nó sẽ được lưu giữ và trở thành kiếm truyền lại từng đời ma đạo trong tương lai có lẽ sẽ không có tôi nhưng tôi muốn vĩnh viễn để lại thanh kiếm này cho ma đạo kiếm vô danh anh hùng chi kiếm côn lôn tuyết tôi suy nghĩ rất lâu cuối cùng chỉ còn lại tám chữ trong đầu quỷ thần minh minh tự tư tự lượng ma đạo vì ông ấy mà có không có ông ấy thì không có ma đạo của hôm nay. Năm đó của đảo Kim Ngao, vạn tiên đến tụ tập, MDTS đã thuyết giảng và giáo hóa vô số đệ tử, để lại nhiều phương châm được truyền từ đời này sang đời khác. Ngũ hành vì ngã nhậm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Vậy nên, thanh kiếm này nên tên là kiếm vạn thiên sấm ngôn. Trong lòng vừa mới có ý nghĩ này, thanh kiếm đặt trên đầu gối đã đột nhiên phát ra tiếng vang, bay thẳng lên trời. Thần niệm của tôi cũng du hành khắp tám phương cực cùng với kiếm ý, du hành trong khoảng không của vũ trụ, đợi khi thanh kiếm trở về từ không gian vũ trụ bên ngoài, toàn bộ thái cổ thần giới đều bị bao phủ bởi kiếm khí của tôi. Vào lúc này, tất cả chúng sinh trong thần giới đều nhìn về phía vực Lôi Đình. Người có phản ứng nhanh nhất là Thuần Quân kiếm chi Bổn Nguyên, trong hình thái con người mà phát ra âm thanh run rẩy sát phạt của canh kim. "Thuần Quân, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kiêm Hà hỏi, đạo tổ tế kiếm ở thiên ngoại đã viên mãn quay về nếu ma đạo không bị tiêu diệt thì thanh kiếm này sẽ không bị tiêu diệt. Thuần quân đáp, chương 1410, thiên sứ giáng lâm một. Tôi không phải là một thợ rèn kiếm, sự xuất hiện của thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn, hoàn toàn xuất phát từ chiêm nghiệm và diễn giải của tôi về kiếm đạo. Thanh kiếm này vượt xa phạm vi của thần binh, sau khi liên kết với vận mệnh ma đạo và của tôi, thanh kiếm này càng có ý nghĩa phi thường hơn. Từ nay trở đi, chỉ cần trên thế gian vẫn còn có đệ tử ma đạo, chỉ cần giáo lý ma đạo vẫn còn tồn tại trên thế gian thanh kiếm này sẽ không bị gãy đôi hơn nữa thanh kiếm này chỉ có đệ tử ma đạo mới có thể nắm giữ vạn ta vạn pháp cũng không thể bóp méo ý chí của thanh kiếm ngoại trừ đệ tử ma đạo thanh kiếm này sẽ không bao giờ nhận chủ nhân thứ hai ma đạo bắt đầu từ mặt lăng kết thúc ở tôi kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư thứ tôi để lại cho ma đạo cũng rất ít chỉ có công bảo vệ đạo pháp mà chẳng có đức truyền pháp kiếm ý hiện giờ của ma đạo và cả truyền thừa từ 3.000 năm trước cũng đều bắt đầu từ ông ấy. Đây không phải là tôi đang coi thường bản thân mình, chẳng qua, trên trời dưới đất không có người nào khác giống như ông ấy nữa. Dù đã được phong thánh kiếm đạo nhưng lòng tôi vẫn vô cùng kính trọng ông ấy. Trong cảnh giới tâm linh của ma đạo, tôi vĩnh viễn không thể vượt qua ông ấy, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc lưu lại một thanh kiếm. Tôi hy vọng thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn sẽ mãi mãi bảo vệ ma đạo, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Cha kiếm vào vỏ và trở về điện chiến thần, Nguyên Duệ, Kiêm Hà, Phong Chủ và những người khác đều đang đợi tôi. Nhìn thấy tôi trở về, mọi người đều đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng đạo tổ tạo nên thần binh. Sau khi xong lễ, thuần quân đề nghị xem kiếm. Tôi đưa thanh kiếm cho cô ấy nhưng cô ấy trần trừ mãi cũng không dám đưa tay ra nhận lấy. Cuối cùng thở dài một hơi, nói thanh kiếm này, ta không thể đón lấy. Thuần quân, người đã lĩnh ngộ được nguồn gốc của kiếm, lữ nào còn có thanh kiếm nào mà ngươi không thể tiếp lấy sao? Phong chủ ngạc nhiên nói, người đời gọi ta là thuần quân, tôn ta là thanh kiếm cao quý vô song. Nguồn gốc của kiếm là gốc rễ của vạn thanh kiếm, ta Âu cũng là thủ lĩnh của vạn kiếm. Tuy nhiên, kiếm của đạo tổ, kiếm cách còn vượt xa ta. Ồ, đây lại là kiếm cách thế nào? Phong chủ hỏi, điều này thì phải hỏi đạo tổ rồi. Thuần quân dứt lời, mọi người đều nhìn tôi, bao gồm cả tạ mạt và tạ lăng. Thấy hai đứa háo hức muốn thử, tôi đưa thanh kiếm cho họ. Hai chị em hợp tác ăn ý, mỗi người duỗi ra một cánh tay non nớt, cùng nhau đón lấy thanh kiếm. Thanh kiếm rất nặng, mặc dù tôi đã hư hóa một lần nhưng nó vẫn rất nặng đối với hai đứa. Cách thức cố nhất thanh kiếm lên khiến mọi người phải bật cười, ngoại trừ thuần quân trông có vẻ ngạc nhiên. Tâm kiếm của cô rất nhạy cảm, thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn tạo ra áp lực rất lớn cho cô, khiến cô thậm chí không dám chạm vào. Vì vậy, khi thấy Tạ Mạt và Tạ Lăng dễ dàng tiếp được kiếm của tôi thì vô cùng ngạc nhiên. "Thuần Quân, ta cũng không biết kiếm cách của ta là như thế nào, ta chỉ biết bất luận là ai, miễn là đệ tử Ma đạo thì có thể cầm lấy thanh kiếm này." Nói xong, tôi giao thanh kiếm vào tay Thuần Quân. Thuần Quân cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi bao kiếm bằng gỗ mun, ánh kiếm ấm áp sáng bóng như nước, kiếm ý nhu hòa như gió xuân. Sau khi cẩn thận quan sát thanh kiếm một lúc, Thuần Quân duỗi ra hai ngón tay trắng nõn và nhẹ nhàng búng nó. Lưới kiếm vang lên trong không trung, âm vang của kiếm không ngừng, như nói lên ngàn câu từ. Tiếng kiếm vang lên, vẻ mặt ai nấy đanh lại. Thuần quân, người đã nghe thấy gì? Phong chủ hỏi, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Thuần quân thật thà đáp lời. Còn ngươi thì sao? Phong chủ nhìn kiêm hà. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Ta nghe được chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Không đợi phong chủ hỏi, Nguyên Duệ chủ động nói. Lúc này phong chủ quay đầu nhìn ta, trong mắt lóe lên tia sáng, "Tạ Lan, kiếm này của ngươi tên gọi là gì?" "Kiếm Vạn Thiên Sấm Ngữ." "Thật là một cái tên hay, thanh kiếm này có thể vĩnh viễn bảo vệ ma đạo." Phong chủ nói. Chương 1411, Thiên sứ giáng lâm 2. Họ chỉ kính nể vì tôi đã tạo ra một thanh kiếm độc nhất vô nhị, nhưng họ không hỏi tôi tại sao lại đúc một thanh kiếm như vậy. Ngay cả người tỉ mỉ như Nguyên Duệ cũng không nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc tôi rèn thanh kiếm này. Điều này ít nhiều cũng khiến tôi hơi buồn, dù đây cũng là cái kết mà tôi mong muốn nhất. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Thủy Hỏa khi công đánh núi Thái M cách đây rất lâu, mỗi người đều là một tâm hồn cô đơn, tất cả con đường đều phải một mình hoàn thành. Dù cho trên đường đi có gặp ai thì họ cũng chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. Chỉ có một số ít người có thể đi sâu vào tâm hồn mới đáng gọi là tri kỷ. Đạo Tổ Tạ Mạt Lăng cả đời chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình, ngoài việc không muốn vô cớ tạo ra tình kiếp còn một nguyên nhân khác là ông ấy vẫn chưa tìm được chi kỳ của mình. vào thời của ông, không ai có thể hiểu được ông. phá quân không hiểu, nữ đế càng không. vậy thì người hiểu tôi là ai? trước đây tôi giống như một tờ giấy trắng, ai cũng có thể hiểu thấu tôi một cách dễ dàng. nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng dần dần không hiểu được chính mình. không phải là không biết mình muốn gì, mà là biết mình không thể cho đi bất cứ thứ gì. vì vậy, tôi không trách họ không hiểu tôi. trong quan chấn hồn, đạo tổ một bước bước qua khoảng không chỉ để lại bóng lưng. Đây là cách ông ấy chọn để ra đi, nhưng tôi không thể ra đi một cách ung dung như ông ấy đã từng, vì tôi quá đa tình. Nguy cơ thiên đạo đã phong ấn thần giới 7 ngày, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày thứ bảy, đêm dài dường như vô tận, bầu trời đầy mây đen dày đặc. Rõ ràng trời đã rạng sáng nhưng bầu trời vẫn luôn tối tăm. Đột nhiên, một dải màu đỏ mơ hồ xuất hiện từ bầu trời phía đông, sau đó, màu đỏ nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời bầu trời đỏ thẫm như màu máu bầu trời chuyển sang màu đỏ sau đó toàn bộ thái cổ thần giới đều nhuộm một màu đỏ màu đỏ dần dần chuyển màu xám xịt sang sáng chói rồi những đám mây trên bầu trời bắt đầu cháy rực lên ánh sáng chói lóa giống như mặt trời vàng kim ẩn sau cụm mây cuối cùng ánh sáng vàng kim xuyên qua tầng mây và chiếu xuống hàng ngàn tia sáng sau đó có một tiếng nổ lớn những đám mây xám đen ở bầu trời phía đông bị đốt cháy hoàn toàn để lộ bầu trời đen như mực hư vô vô tận Hóa ra phía sau đám mây không có gì cả, vậy ánh sáng vàng kim kia từ mà đâu đến? Ngay khi chúng sinh nghi ngờ nhìn lên bầu trời, hàng ngàn tia sáng chói lóa đột nhiên bùng phát từ khoảng hư không vô tận. Một cánh cổng thiên quốc khổng lồ với ánh vàng rực rỡ đột nhiên giáng xuống bầu trời đêm vô tận. Tất cả chúng sinh trong thần giới đều bị chói mắt và bắt đầu chảy nước mắt. Ánh sáng vàng kim này có sức mạnh thanh tẩy linh hồn, khiến con người ta sinh ra sự tiếc nuối vô tận. Một số vị thần cấp thấp cũng không tránh khỏi đối mặt với cổng thiên quốc nhớ lại những tội lỗi mình đã phạm phải trong đời, rơi xuống những giọt nước mắt. Thái cổ thần giới bắt đầu rung chuyển, tất cả chúng sinh vừa rơi lệ vừa chờ đợi cánh cửa thiên quốc mở ra trong nỗi sợ hãi. Mặc dù trong thâm tâm họ biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể chờ đợi được sự cứu rỗi từ thiên quốc, nhưng tất cả những chờ đợi họ là sự trừng phạt và phán xét. Nhưng lúc này họ đã bị luồng ánh sáng vàng kim đó chiếm lấy ý thức. Cái chết hãy đến đi, chỉ có cái chết mới có thể đạt được sự cứu rỗi triệt đề không biết trong lòng bao nhiêu sinh linh đều đang gào thét phong ánh mắt nhìn xung quanh không có chút sinh khí thì ra thiên đạo diệt thế dễ dàng như vậy phong chủ thở dài phong chủ đương nhiên không bị ánh sáng sám hối ảnh hưởng nguyên duệ và thuần quân cũng bình an vô sự nhưng kiêm hà lại lộ ra thần sắc mờ mịt ngọn thánh hỏa trong mắt cô lại bắt đầu bùng cháy dữ dội trên khuôn mặt cô có chút mong đợi khi nhìn vào cánh cổng thiên quốc phong chủ cũng nhận thấy điều kỳ lạ ở kiêm hà truyền một ngọn gió mát vào người cô ấy Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, với cảnh giới tu vi của Thái Sơ Phong Thần, muốn dập tắt ngọn thánh hỏa trong mắt Kiêm Hà thì không phải việc khó. Thế nào, tôi dùng thần niệm truyền âm hỏi Phong Chủ, chỉ có thể tạm thời dập tắt, ngọn lửa vẫn còn đó. Phong Chủ đáp, cánh cổng thiên quốc từ từ di chuyển từ phía đông đến trung tâm bầu trời của Thái Cổ Thần Giới, cánh cổng còn chưa được mở ra, nhưng ánh sáng sám hối đã tràn ngập toàn bộ thần giới. Vì để đối phó với quân đoàn thiên sứ, Điện Chiến Thần đã tập hợp đại quân hơn 3 vạn người. Nhưng hiện tại, đại quân ba ngàn vạn đều im bặt, không có chút sát khí quân uy, thậm chí có người nhu nhược đã lặng lẽ hạ vũ khí xuống. Sớm biết rằng thần giới không có cơ hội chiến thắng quân đoàn thiên sứ, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng quân đoàn thiên sứ còn chưa xuất hiện, ánh sáng sám hối đã chinh phục toàn bộ thần giới. Nhìn đại quân ba ngàn vạn của thần giới không có ý định chiến đấu, ngay cả thái cổ chiến thần mộ dung nguyên duệ cũng chỉ có thể cao mày. Chiến ý đã không còn, lấy gì để chiến đấu nữa? cùng với tiếng kèn thiên sức vang vọng khắp thái cổ thần giới làm dung chuyển khoảng không cánh cửa thiên quốc từ từ mở ra ngay khi một kẽ hở được mở ra sát khí vô tận từ trên trời tràn xuống vô số thiên sứ bay ra khỏi cửa và luồng sáng xếp thành hai hàng bước ra giữa là một vị quang thiên sứ mặc giáp kim liên tay cầm kiếm thuần túy thánh quang mặc dù trước đây tôi đã gặp cô ấy một lần nhưng lần này gặp lại bổn tôn cô ấy vẫn khiến sâu thẳm linh hồn tôi vô cùng bất an Khuôn mặt của cô ấy bị che khuất bởi ánh sáng vàng kim, nhưng mà, tôi có thể cảm thấy cô ấy từ trên không trung đang nhìn chằm chằm tôi. Sát ý không hề bị che giấu, đồng thời chứa đầy sự tức giận. Quang Trung Chi Quang, thiên đạo chi nữ, tạ lan, người khi ấy cậu chọc phải là cô ta à? Phong chủ hỏi, là cô ấy, tôi đáp, e rằng cô ta chỉ có thủy họa mới đấu lại, ta cũng có thể, ngươi không thể, phong chủ lắc đầu nói, tại sao, tôi hỏi, đao minh hà của thủy họa chỉ có giết chóc và tiêu diệt, nhưng không có sức mạnh bảo vệ. Chỉ có thanh kiếm của cậu mới có thể bảo vệ toàn bộ thần giới. Chương 1412, bá chiếm thần giới một Quang Thiên sư vừa đặt chân xuống thái cổ thần giới, khắp nơi chìm trong khói bụi hỗn loạn. Một cơ thể cao hàng nghìn thước được tạo thành từ ánh sáng, một vầng hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời bao quanh cô ấy. Quang Thiên sứ bước tới, áo giáp vàng sáng ngời, bước chân mạnh mẽ như sấm sét, trời đất rung chuyển, tất cả chúng sinh trong thần giới đều sợ hãi quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên thánh quang giáng trần tạo nên những gợn sóng dưới chân cô giờ phút này toàn bộ bầu trời ánh sáng đều thuộc về cô ta không ai có thể xâm phạm cũng không một kẻ nào dám xem thường ngay cả một cường giả như thái sơ phong thần cũng cảm thấy lạnh gáy khi đối mặt với quang thiên sứ quả không hổ danh là người được xưng là đứa con gái kiêu ngạo của trời thái sơ phong thần vốn dĩ là vị thần xuất hiện từ thời xa xưa nhưng vẫn không đủ sức so sánh với cô ta Ta chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy. Nguyên Duệ thở dài, Nguyên Duệ từng là thánh nữ côn lôn, sau đó đảm nhiệm chức trách quản lý thiên đình với tư cách là tiên đạo tổ sư. Thái cổ chiến thần đã chinh phục thái cổ thần giới, khi đứng trước mặt cô ấy, các vị thần đều phải cúi đầu cung kính hành lễ. Tuy nhiên, giờ đây đến lúc cô ấy phải đối đầu trực diện với quang thiên sứ, cô ấy cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Tạ Lan, những yêu ái mà vận mệnh dành cho cậu, hoàn toàn kém xa những gì mà thiên đạo ban cho quang thiên sứ thật sự là đáng ghen tị mà phong chủ nói phong chủ lâm tướng quân thật sự đủ sức chiến đấu với cô ta sao thuần quân lo lắng hỏi đương nhiên quang thiên sứ dù lợi hại đến mấy thì cũng chỉ mới xuất đầu lộ diện mấy năm trở lại đây thôi thái sơ tử thần thân thể khôi cương âm dương tuyệt diệt cho dù kẻ địch có là thiên đạo đi chăng nữa thì cô ấy cũng có tư cách đấu một trận ra trò tôi chỉ lo lắng chị thùy họa mới tỉnh lại chưa lâu sức chiến đấu còn chưa khôi phục hoàn toàn được. Kiêm hà cao mày lo lắng nói, trước khi tiến vào hy di giới, thần tính của Thùy Họa quả thực vẫn chưa hoàn thiện, nhưng thiên đạo phạm phải một sai lầm tai hại, tự dưng tặng cho cô ấy một cơ duyên hiếm có. Áo nghĩa tử thần tịch diệt mà Thùy Họa vẫn còn thiếu sót bấy lâu nay, đã được luyện thành ở hy di giới rồi. Cổng thiên quốc đã được mở ra, quang thiên sứ cũng xuất hiện, không biết khi nào Thùy Họa mới tới. Nguyên rợi cắn môi, lo ngại thần giới sẽ không cầm cự được đến lúc cứu binh đến quang thiên sứ gây ra chấn động lớn như vậy nhất định phải dùng toàn bộ quân ác chủ bài đối phó với cô ta rồi đừng lo lắng trong trận chiến này quang thiên sứ sẽ không đổ bộ lên thần giới đâu trừ khi cô ta gãy cánh rồi thân vong phong thần nhướn mày nói cô đặt lòng tin vào cô ấy thế à đương nhiên đây chính là trận chiến cuối cùng khi trận chiến này kết thúc sẽ là trận quyết định của chúng ta với thiên đạo phía xa bầu trời bên kia quang thiên sứ đi đến cuối con đường ánh sáng Cung thanh kiếm thánh quang trong tay, phát ra một tiếng ẩm ý. Ngày phán xét đã đến, vinh quang của thiên quốc, quân đoàn thần thánh đại thiên sứ tấn công. Khi lời nói của cô ta vừa buông xuống, cánh cổng thiên quốc đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nền trời. Người đầu tiên bước ra là một số thiên sứ trưởng có thân hình cao lớn, trên người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vát lên vẻ uy nghiêm và thiêng liêng. Quang thiên sứ có thân hình tuyệt mỹ, cùng đường cong hoàn hảo, nhưng các thiên sứ khác vẫn giữ nguyên đôi cánh thiên sứ của mình trên người. Lúc trước, đọa thiên sứ và xí thiên sứ những kẻ chinh phục thái cổ ma giới cũng có đôi cánh trên lưng, nhưng trong số các thiên sứ trưởng kéo đến lần này, có nguyên bốn cánh trên lưng hẳn hỏi. Mặc dù đôi cánh không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của thiên sứ, nhưng bốn cánh cũng thể hiện rõ địa vị của họ trên thiên quốc. Sau thiên sứ trưởng, còn có 72 chiến tướng thiên sứ, tất cả đều là thiên sứ hai cánh. Họ chính lực lượng chiến đấu dưới sự chỉ huy của quang thiên sứ, bao gồm cả đội quân 1.700 vạn sao thiên sứ mới xuất hiện từ phía sau. Sao 17 triệu người, chương 1413, bá chiếm thần giới hai Đội quân thiên sứ bình thường không có cánh, chỉ sau khi tất cả bọn họ chuyển hóa thành hình thái chiến hồn thì đôi cánh mang ánh sáng thuần khiết mới xuất hiện. Những người có thể được gọi là thiên sứ đều có hai hình dạng. Một là chiến đấu bằng cơ thể thật, tốc độ nhanh như chớp, tinh thông mọi áo nghĩa. Hình thái còn lại là chiến hồn. Ở dạng chiến hồn, tốc độ và sức mạnh của thiên sứ còn vượt xa giới hạn, sức mạnh hủy diệt của bọn chúng được tăng cường gấp đôi. Thông thường, bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện dưới hình dạng chiến hồn, một khi chuyển sang dạng chiến hồn, bọn chúng sẽ tấn công dồn dập vào kẻ địch như một con thiêu thân bay vào ngọn lửa, mạo hiểm cả mạng sống của chính mình. Nếu đại quân thiên sứ có số lượng lên đến 1.700 vạn quân đều tham gia trận chiến dưới hình thái chiến hồn, đội quân của phe thái cổ thần giới chẳng khác nào cá nằm trên thất hay băng tuyết phải đối đầu với mặt trời thiêu đốt ban trưa, nhất thời bọn họ không thể chịu đựng sức ép khủng khiếp đến vậy. Đáng sợ nhất chính là thiên sứ trưởng, những người có thể xưng là thiên sứ trưởng đều đã tiến vào cảnh giới tịch diệt, trong đó có rất nhiều kẻ địch đạt đến cảnh giới trí tôn. Quang thiên sứ đứng ở trung tâm, theo sau là thiên sứ trưởng và 1.700 vạn đại quân thiên sứ do 72 chiến tướng thiên sứ sơ cấp chỉ huy. Sức mạnh quân sự bùng nổ, toàn bộ thần giới chỉ có thể đứng yên chịu đựng áp lực nặng nề của sát khí, đến một ngón chân cũng không dám nhấc lên. Đội quân thần giới do Nguyên Duệ mà dày công tuyển chọn lại chẳng có nỗi một chút nguyện khí chiến đấu nào, các vị thần cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ bo bo giữ mình. Thế nhưng, đó vẫn không phải là tất cả. Sau khi Quang Thiên Sứ tập kết quân đội xong xuôi, 800 vạn sao tín đồ thiên quốc đột nhiên ồ ạt bay ra từ cổng thiên quốc. Sao 800 vạn bằng 8 triệu, trong số 800 vạn quân sĩ đó, 400 vạn là quân đoàn thiên sư do các thiên sứ trưởng khác chỉ huy, được xếp vào đội quân cánh trái, và 400 vạn quân còn lại là quân đội hỗn tạp bao gồm các nhóm thần minh thuộc nhiều cấp bậc khác nhau trong thiên quốc, được xếp vào đội quân cánh phải. Ba đội quân tập hợp đội hình, áp lực đáng sợ của thần niệm phe địch đè bẹp lên nhuệ khí của quân thần giới một lần nữa. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén trôi nổi trong trái tim của chúng sinh trong thần giới. Trên thực tế, kể từ khi cổng thiên quốc xuất hiện, thái cổ thần giới sớm đã mất đi chỗ đứng của mình rồi chim chóc gào thét, cá voi xa vào bờ. Ngay cả những con dân thần giới lẩn trốn sâu bên dưới lòng đất cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang bổ quanh lấy họ. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức, thực lực chênh lệch lớn hơn rất nhiều so với lúc thiên đạo tự tay tiêu diệt thái tam cổ giới. Sắc mặt nguyên duệ tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Tạ Lan, đây không phải là chiến tranh, đây là hoàn toàn là cuộc huyết tẩy hủy diệt, quân đội thần giới hoàn toàn không đủ sức chống cự quân địch. Tôi bước đến bên cạnh cô ấy, nắm chặt tay cô ấy và nhẹ nhàng an ủi nói còn có anh ở đây mà nhưng anh chỉ có một thân một mình thôi bất luận sức chiến đấu của anh có lợi hại như thế nào đi nữa áp lực của tam quân không phải là thứ một người có thể đối đầu được nguyên duệ nói không sai một mình tôi thật sự không chịu nổi áp lực của quân đội của phe địch đây cũng chính là nguyên nhân vì sao phong chủ nói chỉ mình thùy họa mới có thể tham chiến với tôi kiếm khí của tôi rất mạnh ba đội quân phe địch trong mắt tôi chẳng khác nào mấy ngọn cỏ ven đường tuy nhiên Chiến hồn của tôi lại không đủ khả năng chống chịu lại áp lực mà sức mạnh quân sự của phe địch đang đè nặng lên người. Phong chủ, khi nào Thùy họa mới tới chứ? Nguyên Duệ lo lắng hỏi, ta đã tới rồi đây. Giọng nói lạnh lùng của Thùy họa truyền đến từ hư không xa xăm. Chương 1414, phá quân trở về một. Quang Thiên sứ tập hợp ba đội quân, ánh sáng thuần khiết chiếu rọi khắp bầu trời. Sự uy nghi của thiên đạo, vinh quang của chính bản thân mình, khung cảnh chết chóc của thần giới, tiếng than khóc thảm thiết cầu xin được sống của chúng sinh dưới chân khiến quang thiên sứ càng thêm kiêu ngạo và hống hách hơn trên thực tế nếu chỉ là thanh trừ thái cổ thần giới quang thiên sứ căn bản không cần phái ra ba đại quân hùng mạnh đến vậy thậm chí không cần dùng đến quân đội dưới trướng quang thiên sứ lý do chính khiến cô ta phải điều động quân đội hùng mạnh như vậy là vì tôi đang có mặt ở thần giới là đứa con của vận mệnh sự tồn tại của tôi gắn liền mật thiết với hai thế giới nhân gian tam giới và thái cổ tam giới trước khi đến đây thiên đạo đã kể với quang thiên sứ về việc bản thân hắn ta không thể trực tiếp đối đầu với tôi, thế nên chuyện này chỉ đành giao lại cho quang thiên sứ giải quyết rồi. Tuy quang thiên sứ là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không đồng nghĩa với việc ngu ngốc tự cao tự đại. Nhìn toàn bộ mọi việc xảy ra trong cuộc đời của tôi, cô ta có thể dễ dàng đưa ra kết luận ma đạo tổ sư, mặc kệ có là tạ mạt lăng hay là tạ lan tôi bây giờ, cả hai chúng tôi đều không là người dễ bị hạ gục như trở bàn tay đâu. Ngoài việc vận mệnh nhiều lần động tay động chân can thiệp vào quá trình diễn ra trong đó, còn có một nguyên nhân vô cùng đặc biệt khác, giáo lý ma đạo nhận được sự công nhận của quy luật trời đất. Cốt lõi của quy luật trời đất là vạn vật luân hồi theo tự nhiên, cốt lõi của giáo lý ma đạo là chúng sinh bình đẳng. Và tất nhiên, một kết luận được rút ra từ sự kết hợp của cả hai đó chính là, trong vòng tuần hoàn không hồi kết của vũ trụ, không một ai có thể sống mãi theo thời gian, và không ai có thể trở thành đấng tối cao thống trị toàn vũ trụ. Vì vậy, thay vì nói ma đạo là người đại diện cho vận mệnh ở nhân gian, thì chúng ta nên nói ma đạo là sản phẩm tất yếu được sinh ra theo quy luật trời đất. Muốn tiêu diệt ma đạo chắc chắn phải thách thức trực tiếp với quy luật của trời đất, dẫn tới vô số biến hóa khó lường sẽ xảy ra trong tương lai. Lần này Quang Thiên Sứ phái ra ba đội quân đến để phong tỏa của toàn bộ thần giới, nhằm phong tỏa mọi lối thoát của tôi, cố gắng hết sức giết chết tôi, ma đạo tổ sư, ngay tại thái cổ thần giới. Đáng tiếc, cô ta không hề hay biết bây giờ ma đạo đã sớm bầu ra một đạo tổ mới. Ngay khi chúng sinh trong thần giới bị ánh sáng sám hối hoàn toàn chấn áp, chuẩn bị tiếp nhận sự phán xét thiêng liêng của đội quân thiên sứ, thì từ phía xa xăm bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thiên xung địa kích, âm dương tịch diệt, thiên đạo làm chủ sự sống, còn ta làm chủ cái chết. Số phận của các ngươi nằm trong tay ta, ngay khi những lời này được thốt lên, luồng tử khí rét lạnh đáng sợ đột một đổ bổ lên thần giới. Tử khí dâng trào như bão lũ, mây đen che phủ cả bầu trời phương bắc thân thể khôi cương khổng lồ cao ngàn thước của thùy họa xuất hiện thân bước ra khỏi màn sương mù nồng nặc tử khí cô ấy cầm đao minh hà hiên ngang đối đầu với quang thiên sứ mãi cho đến khi không còn chịu nổi sức mạnh quân uy của đại quân thiên sứ cô ấy mới dừng lại và đứng yên dùng đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ nhìn chằm chằm vào quang thiên sứ Tử thần không ngờ cuối cùng ngươi cũng quyết định tới đây quang thiên sứ khinh thường nhìn thùy họa nói ngươi ngạc nhiên lắm à Thùy họa lạnh lùng hỏi, cũng chẳng có gì bất ngờ hết, ta đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ tham chiến. Nói cách khác, ta tới đây để giết tất cả các ngươi. Ồ, xem ra chuyện của hy di giới không thể giấu được con mắt đáng gờm của thiên đạo. Đương nhiên rồi, trên đời này không có gì lọt qua con mắt siêu phàm của thiên phụ, ngươi, kể cả đội quân hy di sau lưng ngươi, đều nằm trong sự khống chế của thiên phụ. Vậy thì đã sao, Thùy họa nhướng mày, lạnh lùng hỏi, tử thần, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng bọn ta sao quang thiên sứ kiêu ngạo hỏi ta chỉ quan tâm đến sự sống và cái chết không bàn đến thắng bại được thôi xem ra bầu trời này là chiến trường của chúng ta đáng tiếc tất cả chúng sinh trong thần giới vẫn không thể thoát khỏi số mệnh của cái chết quang thiên sứ đã nói đúng ảnh hưởng do trận chiến giữa quân đội thiên sứ và quân đội hy di tạo ra đủ để quét sạch mọi ngọn cỏ mọc ở thần giới ngay cả khi thần giới thiết lập kết giới phòng thủ để chặn sóng xung kích, nó cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống bọn họ. Trận chiến này chắc chắn là một trận chiến hủy diệt, đội quân của hai bên phân định sống chết, còn thần giới sẽ rơi vào thảm cảnh diệt phong. Hình như người quên mất, phía dưới còn có ma đạo tổ sư đang bảo vệ cho thần giới. Thùy họa nghiêm nghị nói, ha ha, ta thừa nhận không ai có thể sánh ngang với kiếm pháp của ma đạo tổ sư, nhưng dẫu sao kiếm cũng là vật mang sát khí, hắn chẳng thể cứu vớt số phận của chúng sinh trong thần giới đâu quang thiên sứ cười lạnh nói nếu có thêm ta thì sao phong chủ lớn tiếng ngất lời ngươi là ai rõ ràng quang thiên sư vẫn chưa nhận ra thân phận của phong chủ từ khi thiên địa sơ khai âm dương chưa tách ra thì ta đã có mặt trên đời rồi ta chính là thái sơ phong thần đây nhà ngươi chính là thái sở phong thần đúng vậy thật bất ngờ có vẻ như đã có thêm một cái tên trong danh sách chiến tích oai hùng của ta rồi chương 1415, phá quân trở về hai Mặc dù quang thiên sứ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của phong thần nhưng cô ta lại không thèm để phong thần vào mắt. Trong đội quân thiên sứ có hàng chục cường giả trí tôn, nên dù thái sơ phong thần tham chiến cũng không thể thay đổi được gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phong thần có thể ngăn chặn sức mạnh hủy diệt nổ ra từ trận chiến giữa hai đội quân trên thần giới, từ đó cô ấy có thể bảo vệ mạng sống của chúng sinh trong thần giới. Phong thần nói kiếm của tôi có thể bảo vệ thần giới, nhưng thật ra thần giới cũng không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu đi sự bảo vệ của cô ấy từ thần mà đạo tổ sư thái cổ thần vương phong thần ngày phán xét của các ngươi đã đến vùng đất này phải được thanh lọc dù cho các ngươi có sám hối cũng không thể rửa sạch tội lỗi của mình đâu chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi tâm hồn bị vấy bẩn của các ngươi mà thôi quang thiên sứ lần lượt gọi tên chúng tôi ngọn lửa thánh linh thiêng bùng cháy rực rỡ giống như một vị thẩm phán uy nghiêm vừa mới xuất hiện Ba đội quân đồng loạt hô hào đằng sau lưng cô ta, khí thế cũng như sức mạnh của bọn chúng lại tăng gấp đôi. Thấy vậy, phong thần lập tức triệu hồi pháp trượng của mình, luồng gió thần hùng mạnh tuôn trào cuồn cuộn trải rộng khắp trời đất, tạo ra kết giới ngăn cản quân uy đổ bộ xuống đại lục thần giới. Được giải thoát khỏi sự đàn áp đáng sợ của thiên uy, chúng sinh trong thần giới mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đội quân của thần giới vẫn không thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu được. Tạ Lan, xem ra đội quân của em không thể làm được gì rồi. Nguyên Duệ thở dài u rũ nói, mọi chuyện cứ giao cho anh, phong chủ đã phô diễn sức mạnh, cơn gió thần chia cắt trời đất, nhưng chỉ dựa vào mỗi mình phong thần thì không đủ sức bảo vệ an toàn cho thần giới. Việc tiếp theo phải tùy thuộc vào tôi, sau đó tôi dùng pháp nhất khởi hóa tam thanh tách chiến hồn làm hai, đi về phía hai đứa nhỏ tạ mạt và tạ lăng đang được thuần quân bảo vệ chặt chẽ. Chiến hồn trông giống hệt tôi, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt tò mò nhưng không hề sợ hãi, còn để tôi ôm vào lòng. Một trong hai chiến hồn ôm lấy tạ mạt, một cái còn lại ôm lấy tạ lăng, sau đó cả hai chia nhau ra đi về phía cực bắc và cực nam của thần giới. Tạ Lan, anh định làm gì vậy? Nguyên Duệ nhìn thấy tôi bế hai đứa trẻ lên, bản năng của người mẹ nhạy cảm phát hiện ra điều không ổn, bèn hốt hoảng hỏi tôi. Em từng nói muốn bảo vệ toàn bộ thần giới, một mình em không thể làm được điều đó, vì vậy hãy để cả nhà chúng ta cùng nhau hợp sức mới có thể làm tốt việc này. Khi chiến hồn đến cực nam của thần giới, Tạ Lăng cảm nhận được trường lực âm cực trí tôn tại đây, ngay lập tức kích hoạt sức mạnh trúc chiêu trong huyết mạch của mình. Cùng lúc đó, Tạ Mạt kích hoạt sức mạnh u huỳnh trong huyết mạch của mình ở cực bắc của thần giới. Hai sức mạnh cường đại bộc phát, toàn bộ thần giới lập tức được sức mạnh u huỳnh và trúc chiêu kết nối lại. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như vậy, vẫn không thể bảo vệ được địa tuyến của thần giới. Để bảo vệ hoàn toàn các địa mạch của thần giới khỏi bị đội quân thiên sứ phá hủy, âm dương phải tương tác và hòa quyện vào nhau. Cơn gió thần hùng mạnh của phong thần đã phân tách trời và đất, nên trách nhiệm điều phối âm dương chỉ có thể trông cậy vào chiến hồn của tôi thôi. Lúc này, hai chiến hồn nắm chặt thanh kiếm, đâm sấm ngữ của kiếm vào giữa hai cực. Kiếm đạo vĩnh hằng bộc phát vô số áo nghĩa tối thượng, khiến sức mạnh u hình và trúc chiêu bắt đầu lưu chuyển. Âm dương dung hòa, âm dương bổ trợ, toàn bộ địa mạch thần giới được cá thể âm dương bao bọc lấy, tạo thành trận pháp thủ hộ kiên cố nhất từ trước tới nay trong lịch sử của thần giới chỉ cần chiến hồn của tôi còn tồn tại thì không gì có thể lay chuyển được địa mạch của thần giới sau hoàn thành mọi việc bổn tôn tôi cầm kiếm bay thẳng lên không trung đứng cạnh thùy họa hai chúng tôi im lặng không nói lời nào cũng không có gì để nói chỉ cần hai chúng tôi còn sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau liền sẽ có can đảm đối đầu với mọi kẻ địa trên thế gian này tạ lan anh chắc chắn sẽ không bao giờ biết em đã gặp ai ở hy di giới đâu thùy họa lạnh nhạt nói em đã gặp ai cơ tôi tò mò hỏi anh cứ nhìn phía sau đi. Màn xương chết chóc vẫn bao phủ phía sau thủy hỏa, nhưng mấy chốc tôi đã cảm nhận được luồng khí thức quân uy mạnh mẽ, mang đậm hơi thở lạnh lẽo thấu xương của cái chết. Hi Di là nguồn sức mạnh chết chóc đáng sợ nhất trên thế gian này. Khí thức Hi Di bất diệt đã thành lập nên đội quân Hi Di hùng mạnh, xứng đáng được mọi kẻ thù kính trọng. Họ được người khác tôn trọng không chỉ vì họ sở hữu sức mạnh chiến đấu bất khả chiến bại, quét sạch mọi vật cản đường, mà còn vì mục đích họ được sinh ra là để đón nhận cái chết rồi trở thành những kẻ bị lãng quên để quay về hư không vũ trụ. Phía sau tôi, hàng vạn quân hy di đồng loạt bước ra từ đám sương mù dày đặc, nồng nặc mùi chết chóc. Dẫn đầu là hai nữ tướng, một người khoác lên trang phục trắng như tuyết, người còn lại thì mặc trang phục đỏ như ngọn lửa đang rực cháy. Tôi nhìn vào là người phụ nữ mặc đồ trắng trước tiên, khi nhìn thấy cô ấy, tôi bất chợt nhớ đến tuyết dương, cô ấy cũng có đôi lông mày dịu dàng tùy mị, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng trí tuệ, sát phạt quyết đoán sau đó tôi nhìn sang người phụ nữ mặc trang phục đỏ thấm kia ngay lập tức tôi đã bị chấn động bởi sát khí ngùn ngụt bao quanh cơ thể cô ấy sức mạnh chiến đấu của người phụ nữ mặc áo đỏ không lợi hại lắm nhưng sát khí bất khuất trong mắt cô ấy đã đủ chấn áp mọi kẻ thù khiến tôi nhớ đến một câu thành ngữ trong sách tam quân khả đoạt xoái giã thất phu bất khả đoạt trí giã sao sao trước ba quân có thể cướp cờ đoạt tướng nhưng không thể cướp đoạt ý chí của người dân bình thường nếu trên đời này có một loại người bất kể thân phận của người đó là gì, chỉ cần người đó xuất hiện, liền có thể chấn áp được ý chí chiến đấu của kẻ khác. Mà người có thể diễn dịch sát ý mãnh liệt đáng sợ, đồng thời hấp thụ tà khí của hàng vạn quân hy di vào một cơ thể, rốt cuộc có tồn tại hay không, và người đó là ai đây? Câu trả lời tất nhiên là có có, và chỉ có thể là một duy nhất mà thôi. Tôi sửa soạn quần áo cho thật chỉnh tề, đứng trang nghiêm trước mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ. Khi cô ấy bước đến gần tôi, tôi lập tức cúi người hành lễ, mà đạo tạ lan, xin bái kiến phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. chương 1416, cuộc quyết chiến bắt đầu một Phá quân, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sau 3.000 năm, tôi lại có cơ hội gặp lại ma đạo phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Danh tiếng luôn đi đôi với cái tên, đối với mỗi một đệ tử của ma đạo, cái tên phá quân không chỉ là truyền thuyết của một thế hệ đời trước mà còn là biểu tượng tinh thần bất khuất trong lòng họ. Đạo tổ để lại 8 chữ chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, còn phá quân cũng để lại tám chữ đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng. Một người tượng trưng cho giáo lý của ma đạo, còn một người lại tượng trưng cho sức mạnh tinh thần của các đệ tử ma đạo. Sau trận chiến tại vực núi Anh Liệt ở Nam Hải, vạn kiếp thiên hồng đã mãi mãi trở thành mục tiêu của các đệ tử ma đạo. Khi nhìn thấy phá quân, dù kiếm tâm của tôi đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo vĩnh hằng, nhưng tâm trí tôi vẫn bị chấn động như vừa có một cơn sóng dữ càn quét qua người vậy. Cảm giác này còn hưng phấn hơn khi tôi gặp gỡ ma đạo tổ sư trong quan tài chấn hồn. Mặc dù đạo tổ là người rất vĩ đại nhưng mọi người đều biết được sự vĩ đại của ông ấy. Còn vẻ oai hùng của phá quân chỉ thuộc về các đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng, trước mặt cô ấy, tôi hình như đã quên mất mình chính là ma đạo tổ sư, dùng thân phận của một đệ tử ma đạo để hành lễ chào cô ấy. Đệ tử ma đạo coi trọng nhất chính là tình nghĩa, tôi từng bị Tạ Lưu Vân chê cười là kẻ quá si tình, nhưng nếu nói đến người si tình nhất thế gian này, liệu ai có thể so sánh với tướng phá quân, một mình cầm đao xuống MT chém đứt sông Vong Xuyên. Nếu ngày xưa phá quân không xuống MT, thì ma đạo sẽ không thua trận thê thảm như vậy. Nếu đổi lại là tiên đạo hay nhân đạo, thì hành vi sốc nổi của cô ấy chẳng khác nào mối ô nhục mãi mãi không thể gột rửa được. Thế mà xuyên suốt lịch sử dài mấy ngàn năm của ma đạo, chưa từng có đệ tử nào dám chấn vấn hay buông lời chỉ trích cô ấy vì hành động đó cả. Về điểm này, tham lang hộ pháp thiên tôn đã giải thích rất rõ ràng khi cô ấy cho nhấn chìm đảo Kim Ngao, Tham Lang năm đó đã nói nếu phá quân không xuống MT thì cô ấy không phải là tướng phá quân của Ma đạo rồi. Thất bại thảm hại này sẽ do một mình ta chịu hoàn toàn trách nhiệm, nỗi ô nhục mãi mãi không thể xóa sạch này, hãy đổ hết lên đầu Tham Lang ta. Tuy nhiên, điều khiến Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn bất ngờ là khi ấy không một đệ tử Ma đạo nào cho rằng phá quân đã làm sai hết. Không phát điên thì không thể sống, Ma đạo sở dĩ được xưng là Ma đạo, chính vì họ xem trọng cảm xúc của mình nhất khiến chấp niệm trong tâm trí họ hóa thành ma. Tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho phá quân không chỉ vì cô ấy xứng đáng được tất cả đệ tử của ma đạo tôn trọng, mà còn vì vợ tôi Thùy Họa là người kế thừa di sản của cô ấy để lại cho hậu thế. Trước khi được phong làm tử thần, Thùy Họa giống như kiếp sau của phá quân. Huyết chiến tại Đàm Cửu Long, đơn phương độc mã chống lại quần hùng đạo môn, thành thanh khâu ở Hàn Hoang một đao chém xuống, tóc bạc trắng xóa, một nhát đao oai hùng ở núi không minh, từ đó lưu lại truyền thuyết quần hùng tề tuệ chưa thành danh, mỹ nhân một đao danh chấn bát hoang. Xuyên suốt các trận chiến sinh tử của ma đạo, thì Thùy Họa luôn là người đầu tiên không màng nguy hiểm, xưng phong giết địch. Cô ấy không chỉ phát huy sức mạnh sát phạt quyết đoán của phá quân lên mức tối đa, mà còn khai phá khí thế quân uy của phá quân hồng che chắn cho các đệ tử ma đạo đứng ở phía sau. Nếu Thùy Họa đã làm được những điều tuyệt vời đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra phá quân hộ pháp thiên tôn chân chính từng là người lợi hại đến mức nào chương 1417, cuộc quyết chiến bắt đầu 2. Sở dĩ không có một ai cáo buộc việc phá quân hộ Pháp Thiên Tôn náo loạn MT là sai lầm đáng hổ thẹn, chính bởi vì nếu không có phá quân, rất nhiều trong số họ sớm đã chết nơi cửu tuyển chứ không thể may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Khi ma đạo tổ sư Pháp truyền lục đạo cho chúng sinh trên đảo Kim Ngao, ông ấy đã từng nói, khi gặp ta, các con có thể không cần quỷ bái, bởi vì chúng sinh bình đẳng. Tuy nhiên, khi gặp tướng phá quân của ma đạo ta, thì các con phải lễ phép cúi chào cô ấy. Khi có người thắc mắc hỏi tại sao lại tôn thờ phá quân mà không phải ông ấy, đạo tổ đã gióng giạc nói to câu, không có phá quân thì không có ma đạo. Ngài chính là ma đạo tổ sư của đời này, tạ Lan sao? Phá quân hộ pháp thiên tôn nhìn tôi, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, tôi xúc động trả lời. Phá quân quay sang Tham Lang hộ pháp thiên tôn, rồi nói, ngài ấy có chút giống người đó. Vẫn là hai người khác xa nhau, đạo tổ ít khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Nhưng cô xem đi, khi ngài ấy nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hoe hết cả rồi. Tham lang hộ pháp thiên tôn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói. Phá quân nghiêng người sang, rồi đưa tay đỡ tôi dậy. Sau đó cô ấy kéo tay tham lang, hành lễ bái lại tôi. Tôi đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe Thùy Họa Nghiêm giọng nói Tạ Lan, anh là ma đạo tổ sư, ba ngàn năm trước họ đã là đệ tử của ma đạo, ba ngàn năm sau vẫn mãi là đệ tử ma đạo. Sau khi nhận lễ bái lại của tham lang và phá quân, tôi vội vàng giơ tay đỡ họ đứng dậy. Cuộc chiến khó khăn sắp sửa nổ ra, hôm nay chúng ta chỉ bàn đến việc chém giết kẻ địch, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nghiêm túc nói, không biết tham lam hộ Pháp Thiên Tôn có nhận định gì về thắng bại ngày hôm nay. Tôi trầm mặt hỏi, đạo tổ, ngài đừng đánh giá cao ta như vậy, thời đại bây giờ thuộc các người. Năm đó ta còn chưa bước lên cảnh giới đạo tổ, cho nên ta không có tư cách đưa ra lời nhận xét về cuộc chiến giữa các cường giả trí tôn. Nhưng mà, ta có thể tặng cho ngài một câu, mong tham lang pháp hộ thiên tôn chỉ giáo, thiên đường có lối, mà đạo quyết không đi, tham lang vừa dứt lời, mấy vạn quân hy di phía sau đồng loạt hô lên, thiên đường có lối, mà đạo quyết không đi. Đánh, 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 sĩ khí của quân hy di thật tuyệt vời, tinh thần chiến đấu hùng hổ vang dội quyết không thua kém bất kỳ ai, đội quân thiên sứ cũng phát động tinh thần bất khuất đối chọi lại bọn họ. Thùy hỏa diễn hóa ra thân thể khôi cương, tiến về phía trước một bước, vung con đao minh hà trong tay rồi hét lớn chúng ta không phải người sống cũng không phải kẻ đã chết chúng ta sinh ra ở vùng đất âm dương tuyệt diệt nhưng thời gian không khiến chúng ta quên đi những ký ức của cuộc đời mình chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta có thể tái sinh mãi mãi trong ký ức của chính mình thiên đạo có thể phán xét chúng sinh nhưng thiên đạo không thể quyết định số phận của những kẻ bị lãng quên nhân danh thái sơ tử thần ta kêu gọi ý chí của các ngươi đứng lên chiến đấu chống lại thiên đạo tử thần không chết các ngươi cũng sẽ mãi mãi bất diệt. Ký ức tuân theo quy luật của trời đất, thiên đạo muốn lật đổ quy luật của trời đất, hòng xóa sạch ký ức của chúng ta. Vì vậy, trận chiến hôm nay bắt buộc phải diễn ra. Các ngươi có bằng lòng theo chân ta, tiêu diệt tam quân thiên sứ và chống lại thiên đạo hay không? Thùy hỏa quay người lại nhìn về phía quân Hy Di, đại quân lần nữa đồng thanh hét lớn, phụng lệnh tử thần, thể chết quyết chiến vì ma đạo. Giây tiếp theo, ý chí chiến đấu kiên cường của hàng vạn quân Hư Di do một mình Thùy hỏa điều khiển, sau đó cô ấy lao thẳng về phía đội quân thiên sứ, tự mình chặn đánh nhuệ khí của kẻ địch. Tam quân thiên sứ hùng hậu, sát khí ngút trời, dù có sở hữu thân thể khôi cương cứng cáp nhưng cô ấy vẫn khó tránh khỏi cao mày đôi chút, nghiến răng chịu sức ép nặng nề, thanh đao minh hà trong tay cô ấy hơi run lên. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng vượt qua được trở ngại, dần dần ngẩng đầu, hiên ngang hét lên một chữ, giết. Khi từ giết vừa hô lên, hàng vạn quân hy di hóa thành một dòng tử khí đáng sợ, xông thẳng vào đội quân thiên sứ, trong họ y hệt như con thiêu thân đang lao vào biển lửa hủy diệt. Cùng lúc đó, Quang Thiên Sứ cũng ra hiệu lệnh, phát động tấn công kẻ thù. Thần Phạt, Phán Xét, Tài Quyết, đây chính là tên húy của ba đội quân Thiên Sứ. chương 1418, Minh Hà Nhập Thể 1. Ba quân cùng hành động, sát khí hủy diệt tập trung lại, vẫn ở phía trên đại quân Hy Di. Thần giới không thể chống lại quân Thiên Sứ, đại quân Hy Di của thủy Hỏa cũng gặp bất lợi. Vì vậy, đối thủ thật sự trong trận chiến này chính là Bậc Trí Tôn chỉ có bậc trí tôn sống sót tới cuối cùng mới có thể kết thúc chiến cục. Lúc này Thùy Họa đang kìm hãm sát khí của trường quân, đại quân Hy di luận về chiến lực không mạnh bằng ba quân thiên sứ, tôi biết đã tới lúc tôi phải chiến đấu. Vĩnh Hằng kiếm chủ, kiếm còn người còn, kiếm là gì, đường Vĩnh Hằng của kiếm, lấy lôi điện dẫn đầu, phong vân làm lưỡi, thiên làm thân, địa làm chuôi, dưới ngăn cửu u hoàng tuyền, trên đối ngọc tiêu thương khung, mở âm dương, chế ngũ hành. Lúc xuất vô hình, lúc thu vô thần, trải dài lục hạp, bể nghế bám hướng. Kiếm này vừa xuất, thế như lôi đình, thiên địa cùng bị phá, vạn vật phải lẩn tránh. Kiếm xuất, một kiếm hướng vào hai thiên sứ đang cố vây giết thủy họa. Chí thiên sứ, dạ thiên sứ, vạn thiên sấm ngôn kiếm mạnh tới mức nào, kiếm khí còn chưa giải phóng, chí thiên sứ đã cảm nhận được sức mạnh hủy diệt vô thận ẩn chứa trong thanh kiếm. Ngước đầu nhìn tôi, ngay lập tức hiện hóa chiến hồn. Hồn khu ngàn thước được bao phủ bởi chiến giáp, đôi cánh lục sắc mở ra, sải dài ngàn thước. Trong hình dạng chiến thần, tốc độ của trí thiên sứ trở nên không chân thật, sức hủy diệt cũng tăng lên đỉnh điểm. Cầm kiếm thiên sứ khổng lồ, ý muốn trực diện ngăn chặn kiếm khí của tôi. Kiếm khí dâng lên, tiếng gầm như sấm, vạn thiên sấm môn kiếm bừng bừng xông ra. Một đường chém tới trí thiên sứ, trước phá vỡ hư không, sau lại đảo loạn hỗn độn, cuối cùng là quyết đoán hủy diệt vạn vật. Trí thiên sứ toàn lực rút kiếm, khiếm khí mạnh mẽ không kém, đời thời mang theo phước lành của thiên đạo kiên quyết với thần phạt tôi xuất kiếm không chút hối hận không một chút trần chờ nào kiếm khí hóa trường thương mạnh mẽ đâm về phía trước mà một kiếm dùng toàn lực của trí thiên sứ vào thời điểm hai kiếm sắp va vào nhau đột nhiên hóa thành kiếm thuẫn vô hình đôi bên hận thù kẻ dũng sẽ thắng trí thiên sứ khi cùng tôi đối chiến phân sinh tử đã không còn dũng khí nữa trận chiến trí tôn sinh tử chỉ trong trước mắt người sống hướng tới cái chết tới cuối cùng lại sống sót trở lại. Mà kẻ tìm đường sống trong cái chết, đều phải trả giá bằng tử vong. Đây là sự thật xưa nay không đổi, ngọn giáo kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình của trí thiên sứ, sức mạnh tử vong hủy diệt bùng nổ, không đếm xuể bao nhiêu quân hy di và tộc thiên sứ bị chôn vùi bởi năng lượng tử vong hủy diệt. Bầu trời cũng vặn vẹo, giống như bị thiếu mất một góc. Cuối cùng, cây thương kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình. Khi tôi chuẩn bị dùng một kiếm kết liễu chí thiên sứ, dạ thiên sứ hóa đã hóa thành chiến linh hồn từ đầu bắn hắc ám vĩnh sinh tiến vào tôi. Một tiến này, cho dù là thái cổ nguyệt ma sống lại, cũng phải thấy hổ thẹn. Lã thuần dương có thể sử dụng vĩnh giả kiếm, mà sức mạnh của dạ thiên sứ vượt qua cả lộ thuần dương lại là chủ nhân của màn đêm. Dạ thiên sứ bắn ra một tiến, khóa chặt thần niệm của tôi, ngũ thành lục thức của tôi liền rơi vào bóng đêm vô tận. Bị bóng tối vây quanh, tôi không thể khóa được sức mạnh của trí thiên sứ nữa. Một kiếm kết thúc, cũng chỉ có thể buộc phải gián đoạn nhưng sát ý của tôi thì vẫn chưa dừng lại. Dù hắc ám vĩnh sinh tiến đã ngăn chặn ngũ thành lục thức của tôi, tôi vẫn cảm nhận được những sát ý với cấp độ trí tôn cùng lúc tấn công tôi. Là ma đạo tổ sư, bản thân chính là đối tượng đầu tiên mà các thiên sứ muốn giết. Bóng tối chưa phá, kiếm của tôi không thể dễ dàng xuất ra được. Nghĩ tới đây, tôi dùng toàn bộ sức mạnh huyền quan đẩy vào thân kiếm. Vạn thiên sấm ngôn kiếm dung chuyển dữ dội, với sức mạnh xé nát thiên địa khiến vạn vật phải tránh xa, hàng vạn đường kiếm quang như sấm sét phóng ra. Chương 1419, Minh Hà nhập thể 2. Bóng tối không che phủ được mắt và tai tôi nữa. Trong lúc vỡ ra, tôi nghe thấy vô vàn tiếng la hét liên hồi. Khi hai mắt tìm lại được ánh sáng, tôi phất lơ sát ý hủy diệt vẫn còn xung quanh mình, tiếp tục chém một kiếm tất sát về phía trí thiên sứ. Cho dù là có được bao nhiêu vinh dự vẻ vang vô tận từ thiên quốc, được tắm trong hào quang trói lọi của thiên đạo. Khi thảm họa sinh tử ập tới, Điều đầu tiên hiện lên trong mắt trí thiên sứ vẫn là sự hoảng loạn và sợ hãi. Nên hắn không ngừng tụ kiếm thuẫn vô hình nữa, thay vào đó là vỗ mạnh đôi quang vũ lục sắc, muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong. Tiếc là với tốc độ gần như biến dạng kia, không thể nào thoát khỏi quyết tâm tất sát của tôi. Kiếm khí chém qua đôi cánh thiên sứ, trực tiếp cắt sứt hai cánh của trí thiên sứ. Không còn quang vũ, tốc độ của trí thiên sứ chậm lại, mà đường kiếm vĩnh sinh của tôi với sức mạnh không hề suy kiệt một lần nữa hợp thành ngọn giáo, cắm phập vào lưng trí thiên sứ. Tiếng khóc than đau khổ vang lên, một khúc ca tựa bi ca đản sinh của thiên sứ. Hồn khu trí thiên sứ tỏa ra ánh hào quang lục sắc vô tận, thắp sáng cả khoảng trời. Việc giết được trí thiên sứ đã khiến cho những thiên sứ đang vây quanh tôi phải khiếp sợ, nhưng nó lại khiến quang thiên sứ tức giận. Lúc này đại quân Hy Di đang đối mặt với cuộc tàn sát, mà Thùy Hỏa cũng không thể nào hành động được nhẹ nhàng trước vòng vây chặt chẽ của ba quân. Quang thiên sứ cầm thánh quang kiếm, hai tay hợp lại, dùng toàn lực suốt kiếm chém tôi. Sát ý trong thanh kiếm của quang thiên sứ rõ ràng lớn hơn tôi rất nhiều. Nếu có hai hồn khu ở đây, nhất định có thể ngăn chặn được đòn đánh phẫn nộ của cô ta. Nhưng lúc này, hai hồn khu ấy còn đang ở đại lục thần giới, và tôi đang rơi vào tình thế tuyệt vọng vì đường kiếm truy sát trí thiên sứ vừa rồi. Lúc này, tôi chỉ có thể dùng toàn lực chặn lại đường kiếm đầy tức giận của quang thiên sứ. Tôi cược vào kiếm đạo vĩnh sinh, tôn nghiêm của kiếm chủ. Và tôi cũng muốn biết, liệu vạn thiên sấm môn kiếm có giống như lời tôi từng dự đoán mà đạo không diệt thân kiếm không hủy hay không thánh quang hủy diệt kiếm đạo vĩnh sinh hai kiếm giao tranh vạn thiên sấm môn kiếm xuất hiện phản ứng dữ dội sức mạnh hủy diệt tràn ra từ thân kiếm trực tiếp cuốn lấy thân thể và thần hồn của tôi thánh quang kiếm vừa hữu hình lại vô hình được ngưng tụ từ ánh sáng thuần khiết và có sức hủy diệt nhất ở thiên quốc khoảnh khắc giao nhau với vạn thiên sấm môn kiếm sức hủy diệt của thánh quang kiếm toàn bộ thân kiếm đều là sự kế thừa. Thánh quang nhập thể, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máy trong người bắt đầu bốc cháy. Đồn thời, linh hồn thức hải cũng hóa thành biển lửa. Cơn đau chưa từng có vượt qua cả vùng đất hỏa nguyên của Chu Tước và mọi cực hình chết chóc mà tôi từng chịu đựng trước đây. Thánh hỏa thiêu đốt linh hồn tôi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu dụi thần hồn tôi thành cho bụi. Mà đây không phải điểm mấu chốt, ngay khi quang thiên sứ tung ra một đòn tàn khốc, các thiên sứ xung quanh cũng tung ra đòn chí mạng về phía tôi đây mới là tử địa chân chính, muốn phản kháng, trước tiên phải dập tắt được thánh hỏa ở trong linh hồn. Rõ ràng quang thiên sứ đã lên kế hoạch loại bỏ tôi trước, và cái chết của trí thiên sứ chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Khi tôi không chút nào núng giết trí thiên sứ, đường kiếm ấy đã đi vào chấp niệm. Nên khi đối mặt với một kiếm tất sát của quang thiên sứ, tôi chỉ có thể lựa chọn toàn lực chiến đấu, để rồi thánh hỏa xâm nhập vào cơ thể, xâm chiếm thần hồn. Tôi cảm giác như bản thân sắp bị các thiên sứ vây giết ngay giây tiếp theo, thì đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng hét của Thùy Hỏa và Minh Hà Đao đang hướng về phía huyệt thần đình của tôi. Nó dường như ẩn chứa sát ý hủy diệt vô tận, nhưng khoảnh khắc đao ý tiếp xúc huyệt của thần đình, tất cả đều hóa thành dòng nước, dòng nước chảy tụ lại thành Minh Hà ở huyền quan của tôi. Minh Hà xâm nhập vào cơ thể, lập tức dập tắt thánh hỏa đang cháy rực. Thánh hỏa tắt, thần hồn lại nằm trong kiểm soát chùa tôi. Sau đó, tôi dùng một kiếm chém tới mọi hướng. Chương 1420, Thiên sứ bổn nguyên 1 lôi điện làm mũi, phong vân làm lưỡi, thiên làm thân kiếm, địa làm chuôi kiếm. Tôi từng dùng song kiếm giết trí thiên sứ, lúc này minh hà nhập thể, thánh hỏa đã tắt, tôi thoát khỏi nỗi đau cùng cực, kiếm khí cũng tung hoành ngang dọc. Trí tôn thì thế nào? Đối diện với vĩnh hằng đại đạo, không gì có thể chém, không gì có thể giết. Kiếm khí quét qua trước mắt dạ thiên sứ, từ đó hắn liền mất đi tín ngưỡng vào quang minh, từ đó nhập trong bóng tối vĩnh hằng. Kiếm khí cắt đứt tay chiến thiên sứ, khi không còn có thể sử dụng diều chiến khổng lồ, tiếp tục chiến đấu vì thiên đạo được nữa. Kiếm khí vạch qua, vô số thiên sứ bị chém gãy cánh. Lưỡi gươm sắc bén lấy đi sinh mạng, sức mạnh làm tổn hại linh hồn. Đây là lời dự đoán mà Thùy Họa đưa ra trước đó, và giờ kiếm khí của tôi đã thể hiện rõ ràng sự thật của lời nói này. Kiếm khí khắp nơi, vô số chiến hồn thiên sứ bị kiếm khí làm nổ tung, hóa thành cơn bão năng lượng kim sắc. Ngoại trừ Dạ thiên sứ và Chiến thiên sứ bị thương nặng bởi kiếm khí của tôi, các thiên sứ ở cảnh giới trí tôn khác đã nhanh chóng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng từ kiếm khí của tôi. Nhưng đôi cánh đã gãy của những đội quân thiên sứ đó đã chứng minh được thế nào là kiếm của Vĩnh Hằng. Đối mặt với sự sụp đổ của quân Hy Di, tôi không định tiếp tục truy lùng kẻ địch trí tôn hùng mạnh đã thoát khỏi mình. Sau khi dùng kiếm thoát khỏi cạm bẫy, tôi lập tức bay thẳng vào đại quân thiên sứ. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như châu chó. Nay tôi cầm kiếm chống lại trời, nhất định sẽ khiến thiên quốc phải máu chảy thành sông thái cổ thần giới phía trên nhất định sẽ là nơi mà các thiên sứ sẽ biến mất kiếm khí lao tới như tia chớp thân thể chuyển động nhanh như xét ở nơi vô thanh cũng nghe được tiếng sấm dù nhiên bên trái hiện thân bên phải mỗi lần phản lại kiếm quang là một lần bạo phát kiếm khí khiến cho đại quân thiên sứ phải gánh chịu sự hủy diệt vô cùng tàn khốc từ lúc tôi dẫn kiếm nhập đạo tới giờ chưa từng cảm thấy tự do với kiếm ý của mình như hôm nay cũng chưa từng thể nghiệm được kiếm là binh vũ khí đổ sát cỡ nào như ngày hôm nay Quỷ thần minh minh tự tư tự lượng chúng ta có gì phải chiến giết trong bóng tối đã giết bao nhiêu máu của thiên sứ cũng nhuộm đỏ cả khoảng trời đồ sát là bổn nguyên tội lỗi tôi từ lâu đã tội không thể tha ngay cả thiên đạo cũng có thể vi phạm vận mệnh cũng không trong tầm mắt tôi lúc này tôi sao phải bận tâm sát nhiệt vô thượng hình thành vạn thiên kiếm ngôn kiếm từ lúc tôi đúc lại hôm nay là ngày đầu tiên được thấy máu máu của thiên sứ phủ đầy kiếm thanh kiếm được nhuộm màu đỏ thẫm khi xưa can tương minh tà đúc kiếm mộ tà đã tự dùng máu của mình tế kiếm nay tạ lan tôi đúc kiếm dùng máu của thiên sứ tế kiếm giết càng nhiều kiếm khí càng trở nên mạnh mẽ đồng thời kiếm đạo của tôi cũng dần hoàn thiện hơn sau khi tiến vào vĩnh hằng kiếm đạo uy lực của kiếm chỉ liên quan tới giết chóc giết càng nhiều sát khí càng vượng kiếm cũng càng thêm uy lực lấy giết chóc để ngăn chặn chính là vĩnh hằng đại đạo của kiếm ngàn vạn quân thiên sứ chính là chiến trường tốt nhất để mài kiếm tuy nhiên chiến cục không vì một người một kiếm của tôi mà đảo ngược hàng chục thiên sứ bậc trí tôn đã tàn sát gần như toàn bộ đại quân hy di trong khi bản thân thùy họa đang phải đối mặt với tình thế sinh tử tiến thoái lưỡng nan hy di chết lần nữa sẽ là vĩnh hằng hư vô chưa kể lúc này thùy họa cũng không thể dẹp bỏ những ký ức giải rác đó bởi vì bản thân cô ấy cũng đang phải đối mặt với họa sát thân thái sơ tử thần hôm nay người nhất định phải chết quang thiên sứ lớn tiếng nói quang thiên sứ cứ việc qua đây nha Thùy Hỏa không hề sợ hãi. Được, đã tới lúc ngươi nhìn thấy sức mạnh đang sợ của thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Nói xong, quang thiên sứ đọc thần chú, bắt đầu triệu hồi thập nhị pháp tướng thiên sứ bổn nguyên từ thiên quốc. Thập nhị thiên sứ bổn nguyên là căn cơ của thiên sứ, đồ đằng của tinh thần. Mọi thiên sứ đều được sinh ra từ thiên sứ bổn nguyên. Trong truyền thuyết, thập nhị thiên sứ bổn nguyên được sinh ra từ 12 bức tượng thiên sứ do chính thiên đạo khắc thành. Sức mạnh bổn nguyên của nó tới từ hiểu biết của thiên đạo về quy luật thiên địa nếu tứ linh thần thú là chấn thiên đại thần, thì thập nhị thiên sứ bổn nguyên chính là những người bảo vệ trật tự của thiên quốc. Họ bảo vệ thiên quốc, cũng đại diện cho luật lệ của thiên đạo. Trí thiên sứ, xí thiên sứ, đoạ thiên sứ, chiến thiên sứ, giả thiên sứ. Tất cả đều xuất hiện xung quanh thủy hỏa như hiện thân của linh thể thuần khiết. Phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên, mỗi người đều sở hữu chiến lược cấp bậc trí tôn. chương 1421, thiên sứ bổn nguyên 2. Nơi cao nhất, cũng tới vạn thước, quang mang kim sắc chiếu sáng cả khoảng không, sau khi phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên hiện thân, đại quân thiên sứ vốn đã bị tôi giết trong lúc hỗn loại đã ngay lập tức gia tăng quân uy, tất cả đều biến thành linh thể chiến hồn. Áp lực của tôi tăng gấp bội, tổn thương mà cơ thể tôi phải chịu đã đến giới hạn. Những thiên sứ với linh thể chiến hồn đều phát động công kích tới huyền quan của tôi. Ngay cả khi tôi có chiến thể bất diệt, cũng không thể chịu được sức công phá như thiêu thân lao vào lửa. Chiến thể bất diệt bắt đầu lộ ra khuyết điểm, là những vết thương mà tôi phải chịu ngày càng nghiêm trọng. Phần lớn sinh cơ đang ngày càng giảm sút, đồng thời thần niệm cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm nhất không phải là tôi, mà là Thùy Họa đang bị tấn công bởi thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Hắc ám vĩnh sinh, yên diệt, phản chiếu hắc ám thiên sứ bổn nguyên cao giọng hô, phóng hắc ám vĩnh sinh tiến về phía Thùy Họa. Thiêu cháy nó, tà linh, xí thiên sứ phóng ra cầu lửa liệt diễm, dường như có thể thiêu rụi toàn bộ vật chất tồn tại hóa thành hỏa long hướng về phía thủy hỏa. Thánh hỏa, thanh lọc tất cả. Phản chiến của quang thiên sứ bổn nguyên cầm thánh quang kiếm khổng lồ, chém ra một đường kiếm quang minh. Đọa lạc vô minh, nhất niệm thiên đường. Đọa thiên sứ biến ra hai xiếng xích, kéo thủy hỏa xuống vực sâu. Cái chết mới là sự cứu rối thật sự. Tử linh thiên sứ hạ lời nguyền từ minh giới. Đối mặt với sự vây giết chặt chẽ từ thập nhị thiên sứ bổn nguyên, thân thể quỷ cang của thủy hỏa không thể chịu đựng được. Căn nguyên vực thẳm bùng lên hắc ám, chiến giáp tử thần vỡ ra, để lộ làn da đẫm máu. Mái tóc lại lần nữa bạc đi, tóc bạc tung bay. Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, đối mặt với sát ý vô tận. Nếu không phải quân hy gì bị tiêu diệt rồi để toàn bộ năng lượng tử vong tiến vào cơ thể thùy họa sau khi họ chết, e rằng cô ấy đã chẳng thể chống đỡ được dù chỉ trong chốc lát. Tình huống lúc này khiến tôi nhớ tới lần tôi ở động cửu nhai cùng với Thủy Họa lúc còn là Hoàng Hà Nương Nương chiến đấu với quần anh đạo môn, mọi thứ chỉ như ngày hôm qua tôi cho rằng sau khi trở thành vĩnh hằng kiếm chủ có vài chuyện sẽ thay đổi nhưng lúc này tôi vẫn phải chứng kiến bị kịch quá khứ lặp lại trong truyền thuyết thái sơ tử thần bất tử bất diệt nhưng tôi chưa từng tin vào truyền thuyết này nhưng ngay khi tôi vừa định rút kiếm giúp đỡ quang thiên sứ lại dừng ở trước mặt tôi ma đạo tổ sư đối thủ của ngươi là ta giết thùy họa gặp nạn tôi không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với cô ta ai ngăn tôi đều sẽ chết vạn thiên sấm ngôn kiếm và chạm với thánh quang kiếm sự va chạm tạo ra thánh hỏa không gian sụp đổ thời gian bị đảo ngược năng lượng mạnh mẽ bắn ra từ phía đại quân thiên sứ lần lượt rút lui thánh quang lần nữa nhập thể minh hà trong cơ thể cũng bắt đầu lưu chuyển lần nữa quang thiên sứ có chiến lược ở đỉnh cao trí tôn tuy cảnh giới của tôi không bằng cô ta nhưng với sát khí vô tận mà tôi hấp thụ cùng với vạn thiên sấm môn kiếm tôi vẫn có thể đối đầu ngang hàng với cô ta thánh quang hủy đi sấm xét từ thân kiếm nhưng kiếm khí lại hóa thành luồng kiếm khí khác dập tắt ngọn lửa thánh quang trận chiến của tôi với quang thiên sứ từ lúc bắt đầu đã ở trong trạng thái cuồng nhiệt không trốn tránh không tỏa hiệp đánh đổi tất cả chỉ để tới gần thùy họa quang thiên sứ cũng giang rộng đôi cánh phục thù quang rực khổng lồ mang lại cho cô ta tốc độ và sức mạnh vô song phẫn nộ trong mắt thể muốn thiêu đối kẻ đã báng bổ gương mặt thần thánh của cô ta thành cho bụi là tôi mỗi khi tôi hướng tới gần thùy họa một bước vết thương trên người tôi càng nặng hơn không chỉ quang thiên sứ đang dùng toàn lực giết tôi các thiên sứ đang vây quanh tôi, quân đoàn trưởng trí tôn cũng đang phát động công kích về phía tôi. Tôi không thể không dùng sức mạnh huyền quan để liều mạng giúp đỡ. Cho dù thần hồn bị diệt, thân thể không còn, cũng phải ngăn chặn sát kiếp cho thủy họa. Việc này năm xưa tôi không thể làm được, lúc này tôi tuyệt đối không thể dương mắt nhìn thủy họa một thân một mình nữa. Vạn thiên sấm môn kiếm không chỉ được tạo ra để chém giết, mà cũng là để bảo vệ. Kiếm ý được tạo ra từ phẫn nộ vô tận, càng giết chóc càng thêm cuồng nộ, mỗi lần toàn lực chiến đấu với quang thiên sứ, vạn thiên sấm môn kiếm đều sẽ bộc phát kiếm ý mạnh mẽ. Đáng tiếc là, tôi như vậy, cô ta cũng như vậy. Khi hư không liên tục vỡ nát, cuối cùng chúng tôi đã hợp lực cùng chém vỡ một mảnh hư không, đồng thời rơi vào vực thẳm. Trước khi rơi vào vực thẳm, tôi đưa mắt nhìn Thùy Họa, tình cờ thấy cô ấy đang khuấy động Minh Hà, đồng thời cuốn sạch phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên, kéo tất cả vào trong Minh Hà.